Chương 651, chim ruồi tuy mạnh nhưng cũng cảm thấy áp lực. Tất cả mọi người có mặt đều trầm trồ khen ngợi một màn này, và kỹ thuật mạnh mẽ của chim ruồi một lần nữa được chứng minh. Trong đám đông, Trúc Minh trông rất thoải mái, như thể mọi thứ đã được coi là lẽ đương nhiên. Gắn bó với chim ruồi lâu như vậy nên anh ta hiểu rất rõ đặc tính kỹ thuật của chim ruồi. Lúc trước, chim ruồi đã trở nên nổi tiếng bằng cách sao chép các kỹ năng của đối thủ, chỉ cần đó là kỹ năng mà anh ta đã nhìn thấy nó có thể được sao chép và sử dụng 100%, thậm chí còn mạnh hơn cả kỹ năng gốc. Do sự tồn tại của đặc điểm này, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng không cách nào đánh bại được anh ta. Ngay cả tuyệt kỹ vào cua của Giang Sách, sau nhiều lần quan sát, chim ruồi đã có thể sử dụng rất thuần thục, quả là một tài năng. Không hoa khi nói rằng tài năng đua xe của chim ruồi còn cao hơn cả giang sách. Loại người này không phải là đệ nhất thiên hạ thì là ai chứ? lâm mộng vân đã đổ mồ hôi thay cho giang sách vốn tưởng rằng sẽ thắng ai ngờ lại trở nên như thế này nếu ngay cả giang sách cũng không thể thắng thì không ai có thể thực sự thắng được chim ruồi giang sách cố lên lâm mộng vân nhìn màn hình lớn và thầm cầu nguyện trong lòng trúc minh bước tới nói quên đi đừng mơ mộng hão huyền nước cờ của giang sách đã thất bại không địch lại được đội trưởng của chúng tôi đâu dù rất bất bình nhưng dường như đây là một sự thật không thể thay đổi trên núi Bàn Vân, hai chiếc xe giữ một khoảng cách nhất định rồi phi nước đại, giang sách không thể rút ngắn được nữa. Rẽ cua rồi lại rẽ cua. Chuyển động của hai xe gần như giống nhau, làm sao có thể vượt đối phương trong cùng một tình huống chứ? Hơn nữa, tính năng xe của chim ruồi mạnh mẽ hơn. Sau khi vượt qua các góc cua, trên tất cả các đường thẳng, hai xe sẽ cách nhau một khoảng nhất định, dần dần, chiếc 458 của giang sách bị ném lại ngày càng xa. Anh, sẽ phải thua. Lần đầu tiên Giang Sách cũng lộ rõ vẻ lo lắng khi thi đấu với những người khác, sức mạnh của chim ruồi khiến anh cảm thấy rất nhiều áp lực. Làm sao bây giờ? Nhận thua sao? Bộ não của Giang Sách quay cuồng nhanh chóng, thi đấu không phải là tập luyện, sự khác biệt lớn nhất giữa thi đấu và huấn luyện là các yếu tố bất ngờ khác nhau sẽ xảy ra. Một tay đua xuất sắc không chỉ cần có kỹ năng lái xe xuất sắc mà còn phải có khả năng thích ứng tạm thời mạnh mẽ không giáo điều cứng nhắc veo veo sau hai góc cua nữa mắt của giang sách sáng lên và anh đã tìm ra chỗ khác biệt có thể tao hay không thì phải phụ thuộc vào góc cua thứ ba rồi giang sách thở dài một tiếng đi theo chiếc lamborghini trước mặt với tốc độ nhanh nhất gây áp lực lên đối phương hết mức có thể để không bị kéo quá xa chim ruồi tuy mạnh nhưng cũng cảm thấy áp lực giang sách là đối thủ mạnh nhất mà anh ta từng gặp phải vì vậy anh ta phải đối phó với mọi thủ đoạn một cách cẩn thận và kiểm soát thời gian tốt nhất cho mỗi lần vào cua. Bộ não của anh ta luôn hoạt động, nó như muốn, nổ tung, rồi. Tin chắc rằng sau khi trận đấu này kết thúc, chim ruồi sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài để hồi phục. Vèo vèo. Sau góc cua đầu tiên, giang sách di chuyển vào các góc vẫn rất tốt, tất nhiên chim ruồi cũng rất xuất sắc, nhưng não của anh ta gần như không thể theo kịp, và CPU của anh ta cũng sắp cạn kiệt do máy tính quá tải. Rất may là không còn nhiều đoạn, nếu giữ vững tâm lý thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Vèo, vèo. Góc cua thứ hai cũng đã được vượt qua, động tác của hai chiếc xe giống hệt nhau. chương 652, chúc Minh không phục nhất. Ngay sau đó là góc cua thứ ba mà Giang Sách cho rằng có thể sẽ phân được thắng bại, ngay khi mọi người nghĩ rằng góc này sẽ giống hệt như trước đó và khi hai người trôi vào góc cua thì một bất ngờ đã xảy ra. Giang Sách lại chủ động giảm tốc độ. Giảm tốc à, Giang Sách làm sao vậy? Hình như anh ta đang sử dụng kỹ thuật vào góc của chim ruồi, chọn thời điểm và lộ trình hoàn hảo, giảm tốc độ và tăng tốc. Nhưng sự thật chứng minh, kỹ năng vào cua kiểu này chỉ có thể tốt hơn người bình thường, hoàn toàn không thể đánh bại tốc độ của chim ruồi. Giang sách từ bỏ điểm mạnh của mình và học điểm yếu của người khác, nực cười quá. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu giang sách định làm gì. Từ bỏ việc đi vào góc cua ở tốc độ cao và chọn tốc độ tương đối chậm hơn để đi qua góc cua. Muốn làm gì vậy? Trúc Minh cao mày, anh ta không nghĩ giang sách là loại người làm mọi việc một cách ngẫu nhiên, làm như vậy phải có lý do, nhưng lý do là gì? Đột nhiên, Trúc Minh phản ứng lại, đường cong này không phải góc cua này không xa là nơi xảy ra vụ tai nạn của dương tuấn thiên nếu anh ta giạt vào một góc cua với tốc độ cao nhất sẽ tông vào chiếc xe hư của dương tuấn thiên một lời nói đã đánh thức người đang mơ lúc này mọi người mới phản ứng lại chuyện đang diễn ra mọi chuyện đúng như trúc minh dự đoán màn hình lớn quay lại chim ruồi bay vào góc cua với tốc độ cao nhất rồi nhanh chóng lao ra ngoài tuy nhiên trước mặt anh ta là chiếc xe hư của dương tuấn thiên không hay rồi. Thấy sắp va chạm, chim ruồi phản ứng nhanh, phanh một chân rồi bẻ lái. Lúc này, chiếc Ferrari 458 ở phía sau đã vượt qua một cách dễ dàng. Giang sách không chọn cách giạt vào góc cua ở tốc độ cao mà chọn cách ổn định hơn để đi qua góc cua, chọn con đường thoát ra góc cua chính xác nhất và hoàn toàn tránh được xe của Dương Tuấn Thiên. Khi chim ruồi phanh gấp, Giang sách đã tăng xe lên tốc độ cao nhất và lao qua chiếc Lamborghini như bay đúng là một bất ngờ đây là sự khác biệt giữa tập luyện và thi đấu trong huấn luyện một chiếc xe bị hư không bao giờ được đưa vào đường đua nhưng trong cuộc đua này điều đó đã xảy ra kỹ thuật của giang sách có thể không đánh bại được chim ruồi nhưng anh có thể sử dụng bất kỳ phương pháp chiến thắng nào để đánh bại đối thủ của mình đây là sự khác biệt giữa người chơi thực chiến và người chơi huấn luyện điều quan trọng nhất là phương pháp của giang sách là quang minh chính đại không bẩn thỉu như dương tuấn thiên trận chiến bị đảo ngược. Má nó, chim ruồi đánh mạnh vào tay lái, vội vàng đạp ga đuổi theo. Nhưng đã quá trễ rồi. Tòng trận đấu xuất hiện sai lầm lớn như vậy, và đường đua còn lại không dài, cho dù hiệu suất của Lamborghini mạnh mẽ, cũng không có khả năng đuổi kịp. Chim ruồi đỏ mắt, nghiến răng đuổi theo giang sách với tốc độ cao nhất. Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ có thể nhìn chiếc Ferrari 458 vượt qua vạch đích trước tiên, giang sách đã giành chiến thắng vè u. Lamborghini cũng băng qua vạch đích và từ từ dừng lại. Chim ruồi mở cửa xe bước ra, vẻ mặt thất vọng tràn trề, trận này anh ta đã thua thật sự. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Khán giả chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, giang sách đã thắng, nhưng liệu anh có thực sự thắng không? Trúc Minh không phục nhất. Không được, trận này không tính, có chướng ngại vật trên đường, đây không phải là một trận công bằng, phải chơi lại. Đây là những gì hầu hết mọi người nghĩ. Tuy nhiên, chim ruồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía giang sách cách đó không xa, nhẹ giọng nói, không cần tái đấu, trận này tôi thua rồi. chương 653, kết quả là giang sách đã từ chối. Trúc Minh nhìn lại chim ruồi với vẻ mặt khó hiểu, đội trưởng, sao anh có thể thua chứ? Chính là giang sách đã sử dụng thủ đoạn bẩn, anh ta đã thắng một cách đáng hổ thẹn. Chim rồi lạnh lùng hỏi, Giang Sách đã sắp xếp xe hưu của Dương Tuấn Thiên sao? Trúc Minh lúng túng lắc đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Không phải do Giang Sách sắp đặt, vậy làm sao có thể nói rằng đó là chiến thắng không vẻ vang chứ? Giang Sách đã tận dụng điều kiện đường xá và đi xa hơn tôi nghĩ. Anh ấy đã giành chiến thắng rất vẻ vang. Phải biết rằng, Giang Sách vẫn đang lái chiếc Ferrari 458 với hiệu suất kém tôi đã lợi dụng ưu thế hiệu suất của chiếc xe rồi thua như thế còn viện cớ gì nữa chính những lời này cũng đủ thấy lòng giả của chim ruồi thực ra trúc minh không phải không phục nhưng anh ta cho rằng đó là điều đáng tiếc nếu theo kịch bản thông thường thì người chiến thắng chắc chắn phải là chim ruồi trong trận chiến này nếu để thua thì hơi bất công đội trưởng không cần nói nữa chim ruồi bước đến trước mặt giang sách nhìn vào mắt giang sách anh hùng trân trọng anh hùng giang sách, quả nhiên anh rất mạng, tôi thua tâm phục khẩu phục. Sau đó, chim ruồi gióng giạc nói với khán giả, mọi người đã xem đoạn kết rồi. Tôi đã thua giang sách của đội Ferrari, vì vậy tôi mong mọi người sẽ giữ lời hứa và không nhắm vào đội Ferrari team nữa. Và, kể từ bây giờ, quyền phát ngôn được trao cho đội Ferrari. Mọi người nhìn nhau và không có gì để nói về kết quả. Thật đáng tiếc, nhưng thua là thua. Hơn nữa, Kỹ năng và trí tuệ của Giang Sách thể hiện trong cuộc đua có thể hơn xa người bình thường, Ferrari có một linh hồn như vậy, cho họ quyền phát ngôn cũng không sao. Đồng thời, tất cả tay đua và khán giả đều dành cho Giang Sách những tràng pháo tay chân thành nhất. Những gì Ferrari mất trước đó, Giang Sách đã lấy lại được tất cả. Lấy lại bằng sức mạnh. Lâm Mộng Vân ngây ngất, nước mắt vui mừng lăn dài, cô ấy dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Các thành viên trong đội cũng rất ấn tượng trước kỹ năng điều luyện của Giang Sách và đều dành những tràng pháo tay chân thành, trước đó, họ đã hùa theo Dương Tuấn Thiên để đối phó với Giang Sách. Hiện giờ, họ chỉ ngưỡng mộ Giang Sách chứ không hề có suy nghĩ gì nữa. Sức mạnh luôn lớn hơn mưu mô. Đêm đó, truyền thuyết về thần xe, Giang Sách đã lan truyền khắp giang nam. Trở lại sân tập, Lâm Mộng Vân ngay lập tức nói với bố Lâm Gia Vinh về sự kiện đáng mừng này. Lâm Gia Vinh đang ở xa, cũng mừng rỡ như điên. Đồng thời, Lâm Gia Vinh căm ghét những gì Dương Tuấn Thiên đã làm, về ngay lập tức tách chức Dương Tuấn Thiên khỏi vị trí đội trưởng, muốn bổ nhiệm Giang Sách làm đội trưởng. Kết quả là Giang Sách đã từ chối. Anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm và không thể ở lại đội mãi được. Vì vậy, Lâm Gia Vinh tạm thời bố trí Điền Kề làm đội trưởng, hợp đồng của Giang Sách vẫn còn, cho dù Giang Sách không đến đội, anh cũng có thể nhận được số tiền lương lớn hàng tháng tất nhiên, đội xe luôn chào đón giang sách trở lại bất cứ lúc nào. Đây là lời khen ngợi lớn nhất đối với một anh hùng. Vào lúc này, trong văn phòng chủ tịch của Bất Động Sản Vinh Quang, một âm mưu đang được thực hiện. Chủ tịch Chu Doãn Cường vừa hút xì gà vừa hỏi, Kevin, chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? chương 654, tôi đến để hỏi ông về một người. Sắc mặt cố vấn pháp lý Kevin Diêm trông khá khó coi, Giang Sách nói rằng anh ta là nhân viên của khoa học kỹ thuật tầm mộc, nhưng tôi đã tìm người để điều tra và không tìm thấy người này. Tôi nghi ngờ anh ta chỉ đang nói dối. Chu Doãn Cường Cao Mày, tên khốn này đã phá hỏng kế hoạch của tôi và để cô gái nhỏ Dương Quân Như thoát khỏi tay tôi. Tôi không thể không tính sổ chuyện này được. Kevin Diêm cười nói, tất nhiên, Chủ tịch Chu, tôi sẽ nói cho ông một bí mật. Vợ của Giang Sách là bạn cùng lớp của Dương Quân Như và cô ấy sinh hơn Dương Quân Như. Còn có chuyện như vậy sao? Hai mắt Chu Doãn Cường đột nhiên sáng lên, còn có người phụ nữ xinh đẹp hơn Dương Quân như sao? Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó, dáng vẻ của cô ấy như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cô ấy đẹp hơn Dương Quân như gấp 10 lần. Thật là phóng đại. Không, không hề cường điệu chút nào. Chu Doãn Cường càng nghe càng thích, ngả người ra sau và tiếp tục nuốt nước bọt. Ông ta không có sở thích nào khác sở thích lớn nhất của ông ta là phụ nữ, một dương quân như đã khiến ông ta thương nhớ rồi, giờ lại xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp hơn dương quân như. Kevin Diêm biết rất rõ tính khí của Chu Doãn Cường, anh ta cố tình nói điều này để khơi dậy ham muốn của Chu Doãn Cường. Lần trước ở nhà Dương Quân Như, Kevin Diêm bị Giang Sách ép vào bồn cầu uống nước bồn cầu, sống mũi cũng bị gãy, anh ta còn nhớ những hận thù này. Một, Người ta nói thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, một kẻ tiểu nhân như Kevin Diêm luôn ghi nhớ những món nợ này. Anh ta không thể đấu lại Giang Sách, vì vậy anh ta đã xúi dục Chu Doãn Cường để đối phó với Giang Sách. Rõ ràng, thủ đoạn này có hiệu quả. Chu Doãn Cường hỏi, "Nhưng bây giờ tôi không biết nguồn gốc của Giang Sách. Dù vợ anh ta có xinh đẹp đến đâu, tôi cũng không thể lấy được." Kevin Diêm cho biết, "Mặc dù tôi không điều tra Giang Sách, nhưng tôi đã điều tra danh tính của tổng giám đốc khoa học kỹ thuật tầm mộng." ông ta là một ông già, tên là Trình Hải. Với tư cách là tổng giám đốc, ông ta kiểm soát toàn bộ công ty, và tôi tin chỉ cần ông hỏi người này, ông sẽ có thể tìm thấy tung tích của giang sách. Cũng có lý, nhưng nếu giang sách không phải là người của khoa học kỹ thuật tầm mộc, mà chỉ nói dối thì sao? Cũng có thể, nhưng chỉ cần ông hỏi Trình Hải là thật hay giả, nhất định sẽ có đáp án. Được rồi, cậu đi làm đi. Tuân lệnh. Kevin Diêm quay người rời đi, mang theo vài người đàn ông vạm vỡ hướng tới mục tiêu Trình Hải. Tòa nhà văn phòng khoa học kỹ thuật tầm mộng. Tổng giám đốc Trình Hải tan làm muộn, làm xong mọi việc liền một mình xuống lầu, lại một chiếc ô tô cũ kỹ trên đường. Đang lái xe, ông ấy dừng lại, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, vội vàng lấy khăn tay ra ho khan. Sau một cơn ho dữ dội, nhìn lại chiếc khăn tay thì thấy một vũng máu. Bệnh của mình ngày càng nặng rồi. Không còn bao nhiêu ngày nữa phải nhanh chóng thu xếp xong xuôi mọi việc, để cậu chủ tiếp quản mới được. Ông ấy nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, tự lầm bẩm nói, ông chủ, cậu hai, các người đang nhìn tôi đúng không? Sắp rồi, tôi cũng sắp đi tìm hai người rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể đoàn tụ một lần nữa. Bây giờ tôi cũng yên tâm rời đi, cậu chủ đã không còn là đứa trẻ cô đơn nữa. Cậu ấy cũng có bạn bè, vợ và một gia đình mới. Ông chủ, tôi không phụ lòng tin của ông, đúng không? Khủ khủ, khủ, Đang ho khan, ông ấy liền nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn chiếu tới, hai chiếc xe tải màu trắng đậu đối diện xe của Trình Hải. chương 655, này, lão già, đừng giả chết. Kevin Diêm từ bất động sản vinh quang. Trình Hải cao mày, ông ấy hoàn toàn không nhớ ra mình có bất kỳ quan hệ nào với bất động sản vinh quang nhìn dáng vẻ của đối phương, có vẻ như anh ta ở đây không phải là để nói chuyện tốt. E rằng có ẩn tình, rất có thể là khó tìm được giang sách. Nghĩ đến đây, Trình Hải cảnh giác, khàn khàn hỏi, giang sách. Tôi không biết người này, anh có tìm nhầm người không? Không biết. Kevin Diêm đúng là một người thông minh, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng Trình Hải đang nói dối. Xét cho cùng, Trình Hải là một người chân thật và không phải là loại người có thể nói dối. Bất cứ khi nào nói dối, ông ấy sẽ vô thức bộc lộ khuyết điểm của mình, muốn không bị phát hiện cũng khó. Kevin Diêm mỉm cười xếp trình, giang sách chỉ là nhân viên của công ty ông, vậy tại sao ông phải bảo vệ anh ta chứ? Hãy nói cho tôi biết thông tin của anh ta, và phần còn lại không liên quan gì đến ông cả. Bất động sản Vinh Quang cũng không muốn đối đầu với khoa học kỹ thuật tầm mộng đâu. Trình Hải tức giận, tôi nói không biết là không biết, các người mau tránh ra. Nhìn thấy Trình Hải chuẩn bị rời đi, Kevin Diêm vẫy tay, bốn năm tên đàn ông vạm vỡ vây quanh, không cho ông ấy có cơ hội chạy thoát các người. Trình Hải lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát, nhưng bị một người đàn ông mạnh mẽ đẩy ra. Các người muốn giết người sao? Kevin Diêm nhún vai, xếp trình, tôi chỉ muốn ông tiết lộ một số thông tin về gian sách. Có gì khó đâu, chỉ cần nói ra, chúng tôi hứa sẽ không làm khó ông nữa đâu. Càng như vậy, Trình Hải càng không thể nói. Mơ mộng hảo huyền, bản thân Trình Hải đang mắc bệnh, giờ lại đang tức giận, ông ấy cảm thấy chóng mặt và ho dữ dội ngay lập tức. Ông ấy ho dữ dội đến nỗi máu đỏ tươi trào ra từ cổ họng. Một vài tên đàn ông vạm vỡ chỉ đứng nhìn, không có biểu hiện muốn giúp đỡ. Kevin Diêm bước tới và nói, xếp trình, ông có vẻ bị ốm rất nặng nhỉ. Đừng có mà kiềm chế, nói cho chúng tôi biết về giang sách, chúng tôi vẫn có thể đưa ông đến bệnh viện, sao nào. Mơ, mơ mộng hão huyền. Trình Hải ho càng ngày càng nặng, tay run run lấy ra một lọ thuốc, vừa định uống thì bị Kevin Diêm đẩy đi. Thuốc rơi rải khắp nơi. Trình Hải nóng nảy, đó chính là liều thuốc cứu mạng của ông ấy. Vừa ho ra máu, ông ấy vừa ngồi xổm xuống nhặt thuốc, kết quả không chú ý mà ngã xuống đất, chật vật bò về phía có thuốc. Chật chật chật, lão già, ông thật là cứng đầu. Kevin Diêm bước đến hai bước và đá chai thuốc đi, anh ta không để Trình Hải với tới. Mạng ông còn khó giữ, vậy tại sao còn quan tâm đến giang sách làm gì? Nói cho tôi biết thông tin của giang sách, tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện. Nếu không, tôi không nghĩ ông có thể không sống sót qua đêm nay đâu. Trình Hải ho khan một tiếng, vừa vặn thốt ra mấy chữ, dù tôi có chết cũng không phản bội cậu chủ lớn. Cậu chủ lớn, Kevin Diêm nắm bắt một phần thông tin có thể hữu ích. Anh ta cùng mấy tên vạm vỡ vây quanh Trình Hải, nhìn ông ấy chậm rãi bỏ về phía lọ thuốc có người còn rút điện thoại ra để quay video. Họ đang xem cuộc đấu tranh cuối cùng của Trình Hải, giống như xem một vở kịch. Gió đêm, thổi lạnh. Rằng có 4-5 phút, thân thể Trình Hải không nhúc nhích, trong miệng đều là máu, bê bết mặt đất. Này, lão già, đừng giả chết. Kevin Diêm dùng chân đá vào người của Trình Hải, ông chết cũng vô dụng. Chúng tôi từ đầu đến cuối đều không đụng vào ông, cho dù ông có chết cũng không phải do chúng tôi hạ thủ cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 656, loại cảm giác này thật tồi tệ. Thấy Trình Hải vẫn bất động, Kevin Diêm đưa mắt nhìn mấy người xung quanh. Ngay lập tức, một người đàn ông đưa tay ra giò xét hơi thở và cảm nhận nhịp tim. Chết rồi. Hai từ đơn giản, nhưng đã cho thấy sự kết thúc của một sinh mạng. Người đàn ông chăm chỉ làm việc cho nhà họ Giang không thể chịu được cái lạnh của gió đêm. Kevin Diêm cao mày, lão già này và giang sách có quan hệ gì? Còn thà chết chứ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về giang sách. Chỉ là một nhân viên bình thường, có cần thiết phải như thế này không? Quay đầu lại, anh ta nhìn thấy di động của Trình Hải cách đó không xa. Hai mắt Kevin Diêm sáng lên, anh ta đi tới cầm điện thoại, mở ra thì phát hiện không có khóa mật khẩu, khóa vân tay hay bất cứ thứ gì khác, chắc là lão già này không cài đặt vì quá rắc rối. Anh ta trực tiếp lục danh bạc. Mặc dù không có tên, Giang Sách trong danh bạ, nhưng có một người được ghi là cậu chủ lớn. Cậu chủ lớn? Ha ha, Giang Sách, có thể coi là tao đã tìm được mày rồi. Kevin Diêm mỉm cười, ghi lại thông tin của Giang Sách, sau đó nói với cấp dưới của mình để mắt đến thi thể của Trình Hải. A, à, người đã chết, còn có ích lợi gì chứ? Nếu tôi đoán không lầm, Giang Sách và Trình Hải nhất định phải có quan hệ thân thiết. Nếu Trình Hải chết Chắc chắn giang sách sẽ xuất hiện. Cứ ôm cây đợi thỏ, tôi tin rằng có thể tìm được giang sách. Có người động vào thi thể thì phải làm sao? Không có vấn đề gì, mày chỉ cần đi theo thi thể suốt đoạn đường. Bất luận kẻ nào động thủ, mày chỉ có trách nhiệm quan sát, đừng bứt dây động rừng. Được. Sau khi dặn dò xong, Kevin Diêm ném điện thoại xuống đất, hớn hở nói, "Giang sách, giang sách, nếu mày dám đánh gãy mũi của tao, tao sẽ cho mày đau đớn." cái chết của Trình Hải chỉ là bắt đầu thôi. Tương lai, La Phong và Dương Quân như cũng sẽ sống không bằng chết, còn cô vợ xinh đẹp của mày, tao sẽ cho cả vạn người ngủ với nó. Giang sách, tao muốn mày biết rằng đắc tội Kevin Diêm tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Gió lạnh như dao cứa vào mặt. Giang sách về đến nhà đã là một giờ sáng, tuy rằng đã thắng trong cuộc đua kết hợp, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh luôn cảm thấy bức bối, khó chịu. Đặc biệt là vừa rồi, đột nhiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cứ như thể có chuyện lớn đã xảy ra. Loại cảm giác này thật tồi tệ. Nhớ lúc em trai Giang Mạch qua đời, Giang Sách cũng gặp phải tình huống bất an như thế này. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa nhà. Đinh Mộng Nghiên mở cửa và cho anh vào, hôm nay trận đấu diễn ra tốt chứ? Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, anh đã giành được chiến thắng. Hợp đồng cũng được gia hạn vì điều này. Sau này anh có thể không cần đến đội, nhưng cũng có thể tiếp tục nhận lương tốt quá vậy thu nhập sau này của anh còn cao hơn em đấy cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại di động của giang sách đổ chuông tôn tại ngôn gọi tới alo muộn như vậy sao tôn tại ngôn lại gọi giang sách nghe điện thoại thản nhiên hỏi sao vậy sao khuya thế này còn gọi tôi ông chủ đã xảy ra chuyện có chuyện gì vậy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu nhưng không nói một người sắc sảo và quyết đoán như tôn tại ngôn thế mà lại ấp a à ấp úng. Giang sách nhạy cảm nên cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì tôn tại ngôn đã không phản ứng như thế này. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang sách hỏi lại. Sếp, anh phải chuẩn bị tâm lý. Ừm, Trình Hải, Tổng Giám Đốc Trình, ông ấy, đã qua đời. mươi 657, tại sao lại không kịp uống thuốc? Giang sách im lặng không hỏi thêm câu nào, anh biết tính tình của tôn tại ngôn, nếu không chắc chắn 100% thì tôn tại ngôn sẽ không nói cho anh biết tin này được. Nếu đã vậy thì nhất định là sự thật. Vì vậy, không cần phải hỏi lại. Chiến thần Tu La, người sắt đá lúc này, hai mắt đỏ hoe, mũi chua sót, trận đòn mất đi người thân lại một lần nữa áp đảo anh. Ông chủ, anh có sao không? Chú Trình, bây giờ đang ở đâu? Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Lạch cạch, điện thoại cúp máy, Giang sách ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi. Trên thực tế, từ lâu anh đã nhìn thấy sức khỏe của Trình Hải không tốt, tuổi thọ không còn bao lâu, là bác sĩ, đương nhiên anh biết tình hình hiện tại của Trình Hải. Ngay cả giang sách cũng bất lực. Biết rằng sớm muộn gì cái chết cũng đến, nhưng khi ngày đó đến thì vẫn khó có thể chấp nhận được. Chồng, Đinh Mộng Nhiên ôm lấy giang sách. Đã không biết bao nhiêu lần Đinh Mộng Nhiên tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của giang sách, đây là lần đầu tiên cô mang lại hơi ấm cho Giang Sách. Đối với Giang Sách, Trình Hải thân thiết với anh như một người ông. Cái chết của Trình Hải nhất định sẽ gây ra cho Giang Sách một vết thương không thể lành, một vết thương kéo dài suốt đời. Anh đến bệnh viện, chú ý an toàn. Giang Sách rời khỏi nhà và lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố, sau khi đến nơi, dưới sự hướng dẫn của Tôn Tại Ngôn, anh đến phòng bệnh của Trình Hải giờ phút này Trình Hải nằm trên giường bệnh rất an ổn, bất động, giống như đã ngủ say. Chỉ là tất cả mọi người đều biết rằng nếu ngủ thiếp đi lần này, ông ấy sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa. Ở bên giường bệnh, Trình Đan Đình khóc cạn nước mắt. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiếm khi tỏ ra, yếu đuối, trước mọi người, nhưng khi mất đi một người thân, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khóc là cách tốt nhất để chút hết nỗi lòng. Giang sách bước đến bên giường, nhìn bộ dạng đang ngủ của Trình Hải, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì. Cuối cùng, anh chỉ có thể đặt tay lên lưng Trình Đan Đình. Người đã mất, còn có thể nói gì nữa? Một bác sĩ cho biết, ông Trình Hải đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan, ông ấy đột một qua đời do nhiều nguyên nhân, vì không kịp uống thuốc, lại bị cảm lạnh, và có thể do đột một tức giận. Giang sách khẽ nhíu mày, tại sao lại không kịp uống thuốc? Tồn tại ngôn đi tới và nói, theo lời kể của các nhân chứng, chú Trình đã chết trên đường lái xe, cách khoa học kỹ thuật tầm mộng không xa. Thuốc men và điện thoại di động của chú ấy đã vương vãi khắp nơi. Theo suy đoán, chắc là chú Trình đột nhiên phát bệnh, xuống xe uống thuốc rồi chết vì bất ngờ té ngã. Sau khi điều tra tại hiện trường không có dấu vết đánh nhau, chú Trình cũng không có chấn thương, không phải do người khác gây ra, chỉ là tai nạn thôi. Gọi là tai nạn thì cũng không hẳn là tai nạn. Nếu như Giang Sách cẩn thận hơn và bố trí người ở bên trình hải mọi lúc, có lẽ tai nạn đêm nay đã không xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, có nói thêm cũng vô ích. Chỉ biết thở dài. Tại thời điểm này, trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Vinh Quang, Kevin Diêm nói với chủ tịch Chu Doãn Cường những gì vừa xảy ra, khiến Chu Doãn Cường rất vui. Chương 658, cái quái gì thế? Kevin, chuyện này cậu đã làm rất tốt. Giang Sách Tên khốn đó dám phá hỏng việc tốt của tôi, và tôi muốn cậu ta bị tàn phá. Khi ông ta đang nói chuyện, một tên cấp dưới vội vàng bước vào nói, "Chủ tịch Chu, anh Diêm, chúng tôi đã tìm ra dấu vết của Giang Sách." Đúng như dự đoán của anh Diêm, Giang Sách nghe tin Trình Hải đã chết nên đã đến thăm, bị chúng tôi nhìn thấy. Bây giờ anh ta đang ở bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Tôi xin hỏi Chủ tịch Chu và anh Diêm tiếp theo nên làm gì đây? Chu Doãn Cường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phái người tới giết chết tên khốn đó cho tao. Vâng, ngay khi thuộc hạ chuẩn bị rời đi, Kevin Diêm nhanh chóng ngăn anh ta lại. Này, đợi đã. Chu Doãn Cường liếc anh ta một cái, sao thế, cậu có ý kiến gì à? Kevin Diêm vui vẻ nói, chủ tịch, ông làm vậy thì hời cho giang sách quá. Chúng ta đừng vội làm điều đó trước mà hãy tiếp tục theo dõi giang sách và tìm hiểu tất cả gia đình, người thân, bạn bè và bạn học của anh ta, tìm hết người thân thiết với anh ta ra. Sau đó, chúng ta sẽ từng bước đối phó. Phụ nữ xinh đẹp, giao cho chủ tịch Chu thưởng thức, rác rưởi thì xử lý hết, để cho giang sách biết xúc phạm bất động sản vinh quang của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Chu Doãn Cường rất hài lòng. Ý tưởng này quả thật quá tuyệt vời, không chỉ có thể khiến giang sách bị tổn thương nhiều hơn, mà còn thỏa mãn dục vọng của ông ta đến mức lớn nhất, một mũi tên chúng hai con chim nhạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chu Doãn Cường nói, cứ làm theo lời Kevin. Ngoài ra, hãy đặc biệt chú ý đến vợ của Giang Sách. Tôi rất nóng lòng muốn nếm thử mỹ nhân này. Kevin Diêm lấy ra một thẻ nhớ khác, cuối cùng, sắp xếp người giao thẻ nhớ này cho Giang Sách, để anh ta có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Vâng, thuộc hạ xoay người rời đi, tiếp tục quan sát theo dõi Giang Sách. Chu Doãn Cường tò mò hỏi, trong thẻ nhớ có gì thế? Kevin Diêm cho một nút thắt, đó là nội dung khiến Giang sách sống không bằng chết. Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. Giang sách và Trình Đan Đình ngồi trên chiếc ghế sắt bên ngoài phòng bệnh, cả hai đều rất buồn phiền. Tôn Tại Ngôn vừa bảo những người khác chăm sóc thi thể của Trình Hải vừa chuẩn bị khăn nóng cho Giang Sách và Trình Đan Đình. Mọi thứ dường như rất theo thứ tự. Đột nhiên, một người đàn ông luộm thuộm bước tới, đi thẳng đến chỗ Giang Sách. Tồn tại ngôn ngăn anh ta lại, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông lôi thôi nói, có người vừa đưa cho tôi 50 tệ, yêu cầu tôi đưa thẻ nhớ này cho một người tên, giang sách, đồng thời yêu cầu anh ta xem nội dung bên trong, nói là vô cùng quan trọng, sau khi xem xong thì cả đêm sẽ kích động không ngủ được. Cái quái gì thế? Tồn tại ngôn cầm lấy thẻ nhớ nhìn người đàn ông lôi thôi một lần nữa, tự hỏi trong thẻ nhớ có gì? Giang sách cũng nghe được những lời này, nghi hoặc nói, mang cho tôi xem. Giang sách cũng tự hỏi, loại nội dung nào sẽ khiến anh đích động đến mức cả đêm không ngủ được chứ? Đối phương không dám tự mình đến, lại nhờ người đưa đến, nghĩa là có thể tấm thẻ này có thứ gì nồng hổi trong đó. Sau khi đuổi người đàn ông kia đi, tồn tại ngôn yêu cầu cấp dưới của mình cung cấp một chiếc điện thoại Android, lắp thẻ nhớ vào đó và đưa điện thoại cho Giang sách. Giang sách không nghĩ nhiều, trực tiếp tìm thấy nội dung trong thẻ nhớ từ điện thoại. Trên thực tế, chỉ có một tệp video duy nhất ở định dạng AMVB, tên tệp là muốn sống cũng không được. Giang Sách nghi hoặc nhấp vào video. Mấy phút tiếp theo chắc chắn là giây phút đen tối nhất trong cuộc đời của Giang Sách. Những gì trong video không có gì khác ngoài cảnh trình hải vật lộn trước khi chết được ghi lại bởi đám người Kevin Diêm. Xem video, máu của Giang Sách đã bắt đầu lạnh cóng. Chương 659, khoa học kỹ thuật tầm mộng. Trong lòng Giang Sách giờ phút này tràn đầy tức giận cùng buồn bực, chưa từng có lúc nào anh muốn giết người nhiều như vậy. Chuyện gì vậy? Trình Đan Đình lau nước mắt và muốn xem video, nhưng bị Giang Sách ngăn lại. Không có gì, là do một người bạn đùa giỡn không đúng lúc thôi. Giang Sách tắt máy không để lộ dấu vết. Một mình anh gánh chịu nỗi đau này là đủ rồi. Nếu Trình Đan Đình xem đoạn video này và biết rằng bố của cô không phải chết một cách vô tình, mà là bị người ta hại chết, không biết cô ấy sẽ đau buồn và tuyệt vọng như thế nào thậm chí có thể mắc phải những sai lầm không tưởng đau buồn giang sách một mình gánh chịu trách nhiệm cũng do giang sách gánh chịu lúc này tồn tại ngôn bước đến gần giang sách và nói nhỏ ông chủ tôi phát hiện ra có người đang theo dõi chúng ta tôi nghi ngờ đó là những người đã gửi thẻ nhớ giang sách gật đầu xem camera và tìm cho ra người bắt hết bọn họ không bỏ qua cho bất cứ ai cả hiểu rồi tồn tại ngôn điềm nhiên bước đi, và bảo thuộc hạ bắt tất cả những người đang theo dõi lại. Cộng, đan đình, cô nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi còn có việc phải làm, đi một lát thôi, giang sách đứng dậy nói. Được, anh đi đi. Giang sách dẫn tồn tại ngôn ra khỏi bệnh viện, trong mắt anh lúc này đầy lửa giận. Buộc giang sách đến bước này, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm nhất định không thể nào sống sót được. Cuối cùng họ sẽ hiểu tuyệt vọng là gì. Ngày hôm sau. Ngày này là sinh nhật lần thứ 72 của mẹ Chu Doãn Cường, bà Lưu. Trong tâm trạng vui vẻ, Chu Doãn Cường đặt 100 bàn tiệc tại khách sạn khai thuận và mời nhân viên của toàn bộ bất động sản Vinh Quang dùng bữa. Thứ nhất, quả thực là để chúc mừng sinh nhật mẹ, thứ hai, cũng là để chúc mừng đã chỉnh đốn được kẻ thù. Khách sạn khai thuận hôm nay, từ xa cũng có thể nhìn thấy cánh cửa cầu vòng cực lớn, ánh đèn chiếu khắp nơi trông rất sống động những người bạn tốt trong ngành của chu doãn cường đều đến ủng hộ ông ta một ông lớn như thế này thì phải lấy lòng chứ lấy lòng thì phải tặng quà ngọc lục bảo mã não gì đó có rất nhiều cái giống nhau bày đầy cả một cái bàn thật sự có thể được mô tả như núi vàng núi bạc tất nhiên ai cũng biết chu doãn cường là người háo sắc vì vậy có một số người còn dẫn theo người đẹp chỉ để nịnh hót chu doãn cường trong lúc nhất thời chu doãn cường trở thành nhân vật tâm điểm Bữa tiệc bắt đầu. Chu Doãn Cường nâng ly và hét lớn, "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 72 của mẹ thân yêu, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian lịch trình bận rộn đến tham gia cùng chúng tôi." "Nào, tôi, Chu Doãn Cường, không có gì để cảm ơn, tôi chỉ có thể dùng ly rượu này như một lời cảm ơn." Ông ta ngẩng đầu lên và uống cạn. Hay, đám đông vỗ tay tán thưởng. Kevin Diêm thậm chí còn đứng lên dẫn đầu nói, "Tất cả chúng tôi đều do một tay chủ tịch Chu nâng đỡ." không có chủ tịch chu thì sẽ không có chúng tôi ở đây tôi cầu chúc cho chủ tịch chu sống lâu trăm tuổi xin kính chúc bà lưu phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn ly rượu này là lời chúc phúc của tôi đối với chủ tịch chu và bà lưu nói xong kevin diêm uống hết một hơi mọi người đều làm theo nhất thời trong bữa tiệc sinh nhật rộn ràng tiếng cười ai cũng nở nụ cười rạng rỡ đang yên đang lành bỗng nhiên có người hét lên, Chủ tịch khoa học kỹ thuật tẩm mộng Giang Sách đến chúc mừng sinh nhật. Khoa học kỹ thuật tẩm mộng, Giang Sách, khuôn mặt của Chu Doãn Cường trong nháy mắt trùng xuống, Kevin Diêm cũng không kém hơn là bao. Người khác không biết, nhưng sao bọn họ có thể không biết chứ? chương 660, ngày sinh nhật lại tặng quan tài. Giang Sách đến, nhất định là để trả thù, những ngày khác thì không sao, nhưng hôm nay là ngày vui của bà Lưu nếu hôm nay gặp chuyện cho dù chu doãn cường có thể thắng được thì cảnh tượng cũng sẽ rất xấu hổ đồng thời điều khiến chu doãn cường ngạc nhiên hơn nữa là giang sách lại là chủ tịch của khoa học kỹ thuật tẩm mộng mọi người đều biết chủ tịch của khoa học kỹ thuật tẩm mộng rất bận rộn tổng giám đốc trình hải là người phụ trách mọi việc thảo nào lại không điều tra ra được chức vị của giang sách hóa ra không phải nhân viên mà là chủ tịch sức mạnh của khoa học kỹ thuật tẩm mộng ai cũng thấy nhưng Chu Doãn Cường không hề e ngại, ông ta làm bất động sản, thứ không thiếu nhất là tiền. Khoa học kỹ thuật tầm mộng có tiền, bất động sản vinh quang của ông ta cũng có tiền. Ngoại trừ Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, những người khác đều có chút ngạc nhiên, ai cũng không ngờ giang sách sẽ đến, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau lại gặp nhau. Thật không thể tin được, các mối liên hệ của Chủ tịch Chu thật rộng lớn. Chủ tịch của khoa học kỹ thuật tầm mộng không dễ lộ diện hôm nay có thể đến chúc mừng sinh nhật bà lưu điều này cho thấy rất nể mặt chủ tịch chu những người này vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nghĩ rằng giang sách thực sự đến đây để chúc mừng sinh nhật bên kia kevin diêm sợ cố sự cố xảy ra nên vội vàng lên đón anh ta chặn đường giang sách trên mặt mang theo nụ cười nhưng lại thì thào những lời thô lỗ tôi thật sự không ngờ anh lại là chủ tịch của khoa học kỹ thuật tầm mộng ha ha thú vị đấy Mọi người đều biết hận thù giữa anh và bất động sản Vinh Quang của chúng tôi, chúng tôi cũng không sợ anh trả thù. Nhưng hôm nay là tiệc mừng sinh nhật lần thứ 72 của mẹ chủ tịch Chu chúng tôi. Nếu muốn báo thù, hãy thay đổi thời gian khác đi. Sau ngày hôm nay, anh có thể chiến đấu bất cứ khi nào anh muốn, chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng anh bất cứ lúc nào. Thế nào? Ha ha, báo thù còn muốn thương lượng thời gian sao? chờ qua sinh nhật bà Lưu, bảo Giang sách hai ngày nữa trở lại báo thù. Nói đùa à, trên đời làm sao có đạo lý như vậy chứ? Khi đám người Kevin Diêm giết Trình Hải, tại sao họ không nghĩ đến thời điểm gì chứ? Giang sách ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi tới đây không phải để kiếm chuyện, mà là muốn tặng quà. Tặng quà. Giang sách đến để tặng quà. Kevin Diêm không tin điều đó chút nào. Giang sách tiếp tục, tôi sẽ rời đi sau khi tặng quà xong. Chu Doãn Cường nghe vậy, bước tới nói, được rồi, mang quà lên rồi đi đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ ông ta, ông ta cũng không muốn làm ở Mỹ nên đã kiềm chế hết mức có thể. Giang sách đứng đó và vẫy ngón tay. Ngay lập tức, một nhóm thuộc hạ nâng lễ vật đã chuẩn bị sẵn lên. Đúng, là nâng lên. Bốn người một nhóm, tổng cộng 10 nhóm, họ nâng 10 chiếc quan tài đen như mực đến. Ngày sinh nhật lại tặng quan tài. Sắc mặt Chu Doãn Cường lập tức tái nhợt, bầu không khí tại hiện trường cũng trầm xuống, hoàn toàn không có một tiếng động. Nụ cười của tất cả khách khứa đông cứng lại, ánh mắt của mọi người nhìn vào 10 chiếc quan tài đen như mực. Đây không phải là tặng quà, mà là muốn kiếm chuyện. Không khí căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Giang Sách lạnh lùng nhìn Chu Doãn Cường, nhẹ nói, sao đột nhiên im ắng như vậy? tại sao ngày trọng đại mà nhà cụ lại không vang lên? Anh đưa tay lên và búng ngón tay. Một giây tiếp theo, một vài thuộc hạ của giang sách đã lấy đàn su ong ra và chơi bản nhạc khóc tang. Audio điện tử võ tấn bền. chương 661, giang sách, mày thật là độc ác. Chơi bài khóc tang trong ngày trọng đại rõ ràng là muốn gây rắc rối. Bây giờ người ta dù có ngu đến đâu cũng có thể thấy có điều gì đó không đúng, nhìn tình hình này, có vẻ như sắp đánh nhau lớn rồi. Vì vậy, một số người đã dẫn đầu bằng cách sử dụng chiêu đi vệ sinh rồi chuồn trước. Chủ tịch Chu, tôi đi toilet. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Công ty còn phải ký hợp đồng, chủ tịch Chu, lần sau chúng ta tiếp tục uống rượu nhé. Nếu hai con hổ đánh nhau, tất sẽ một con bị thương, để tránh bị vạ lây, những người này đã bỏ chạy sớm và theo dõi từ bên ngoài khách sạn. Họ không vội vàng rời đi mà giữ thái độ xem trò vui, mong rằng hai bên sẽ đánh nhau. Ngày càng nhiều người rời đi, gần một nửa trong số 100 bàn trong khách sạn đã rời đi, còn lại là những nhân viên nhỏ của công ty, không dám vì tiện lộn xộn. Sắc mặt bà Lưu cũng không nên được lửa giận. Bà ta đứng dậy mắng, các người là ai, dám gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của tôi? Các người có biết con trai tôi làm gì không? Hôm nay, không một ai trong số các người đừng mong rời đi. Con trai kiểu gì bố mẹ sẽ kiểu đấy một phần lớn lý do tính cách của chu doãn cường như vậy là do bà lưu bồi dưỡng có vẻ như mọi thứ đã đi đến một kết thúc tồi tệ chu doãn cường nhìn giang sách lạnh giọng nói hôm nay cậu cố ý làm tôi bẽ mặt sao giang sách bật cười tôi đến đây chỉ để tặng quà sao lại làm ông bẽ mặt chứ sao thế ông thấy món quà nhẹ quá à giang sách xua tay đừng nóng vội sau khi xem xong thứ bên trong thì ông sẽ không cảm thấy món quà nhẹ nữa đâu. Ngay lập tức, có người đến mở nắp 8 chiếc quan tài, chỉ thấy mỗi một người đàn ông cường tráng nằm bên trong mỗi chiếc quan tài, tay chân bị trói, miệng bị dán băng đen. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt của 8 người đàn ông mạnh mẽ được quan trong băng gạc, hiển nhiên trên băng gạc có vết máu, điều này cho thấy mắt của 8 người đàn ông đã bị mù. Có thích 8 món quà này không? Giang Sách hỏi. Chu Doãn Cường nhìn những người trong quan tài, nghiến răng tức giận. Tám người này là những người mà ông ta cử ra để theo dõi Giang Sách, mục đích là để tìm ra tất cả người thân và bạn bè của Giang Sách và khiến Giang Sách cảm thấy đau đớn. Kết quả là không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị Giang Sách phản đòn. Cho người giám sát Giang Sách sao? Ha ha, cuối cùng cả tám người đều bị mù mắt, không ai thoát được. Kevin Diêm không thể chịu đựng được nữa, những người này đều là bản thân của anh ta, anh ta có thể phô trương thế lực ra bên ngoài, đều dựa vào tám người này làm tay đấm cho anh ta, đột nhiên tám người đều bị phế, làm sao anh ta chịu được? Giang Sách, mày thật là độc ác. Thật sao? Độc ác? So với những gì mày đã làm, e rằng còn kém xa, đúng không? Kevin Diêm đương nhiên biết những gì Giang Sách nói. Ngày hôm qua anh ta cố ý gửi thẻ nhớ chọc tức anh, chỉ là muốn cho Giang Sách tức giận, kỳ thật đã thành công. Giang sách thật sự tức giận, vô cùng tức giận. Trái với dự đoán, Kevin Diêm đã đánh giá sai sức mạnh của Giang sách. Anh ta cho rằng Giang sách thực sự chỉ là một nhân viên bình thường với thân thủ tốt thôi, anh ta không sợ một người như vậy, có thể tùy ý khiêu khích và bắt nạt. Nhưng anh Ia đã nhầm. Thân phận của Giang sách so cao hơn anh ta tưởng tượng, cơn tức giận của Giang sách cũng sẽ khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Kevin Diêm chỉ vào Giang sách, mày dám động vào người của tao. Được, chờ đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá trước pháp luật, tao sẽ cho mày biết, đụng vào người của tao sẽ có kết cục như thế nào. Kết quả là, Giang Sách đã nắm lấy tay anh ta. Mày dùng tay này để lật đổ lọ thuốc đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Giang Sách, Kevin Diêm biết có gì đó không ổn, anh ta muốn rút tay ra nhưng lại không được. Chương 662, nhưng họ đã tính toán sai một điều. Làm sao một kẻ yếu đuối và bất tài như anh ta có thể thoát khỏi bàn tay của Giang Sách? Chứ, thả tao ra, thả tao ra, mày có nghe không? Bọn mày làm sao vậy? Tại sao còn không giết nó cho tao? Kevin Diêm thực sự sợ hãi nên vội vàng kêu người của mình lại giúp, kết quả là trước khi những người đó đến, Giang Sách đã xoay mạnh cổ tay của anh ta. Rắc rắc, tiếng xương gãy rõ ràng lọt vào tai mọi người, cánh tay của Kevin Diêm đã bị gãy. À, Kevin Diêm hét lên như một con lợn bị giết. Anh ta yếu ớt bất lực, đặc biệt sợ đau, lần này toàn bộ cánh tay của anh ta đều bị giang sách đánh gãy, đau đớn có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Hành hung người ở nơi công cộng, chuyện này điên rồ đến mức nào chứ? Một vài tên đàn em ngay lập tức đến và nâng Kevin Diêm lên để tránh cho anh ta bị thương nặng hơn. Chu Doãn Cường chỉ vào Giang Sách, con chó, mày to gan lắm. Giang Sách chỉ vào hai chiếc quan tài cuối cùng, hai chiếc quan tài trong cuối cùng là của mày và Kevin Diêm, nhưng mày không cần lo lắng, tai sẽ không cho mày nằm xuống ngay đâu. Sáu ngày sau, là làm tuần bảy ngày của chú Trình. Đến ngày đó, Tạo sẽ dùng hai chiếc quan tài khiêng hai bọn mày đến để an ủi linh cứu chú Trình ở trên trời. Giọng điệu rất kiêu ngạo. Bà Lưu không thể nghe được nữa, thở dốc đứng dậy con trai đừng khách sáo với nó xử lý những tên khốn nạn này đó là món quà sinh nhật tốt nhất cho mẹ đấy có những lời này chu doãn cường còn dám không vâng lời sao vốn dĩ cơn giận đã ngập trong cổ họng bà lưu lại còn dỗ dành như thế này nên cảnh tượng bùng nổ trong tích tắc chu doãn cường vỗ tay và một nhóm đàn ông vạm vỡ xông tới những người này đều là lính của chu doãn cường thường đối phó với những chủ doanh nghiệp không nghe lời và được chu doãn cường đặc biệt nuôi dưỡng để thuận tiện cho việc quản lý bất động sản của ông ta. Bất cứ ai gặp rối trong công việc hoặc không nghe lời ông ta, tất cả sẽ bị những người này dạy dỗ. Theo thời gian, những người này có tính khí rất xấu, họ hoàn toàn không để những người khác vào mắt. Nhưng họ đã tính toán sai một điều. Những người này uy hiếp, bắt nạt người bình thường tốt bụng không có vũ khí thì không sao nhưng nếu thật sự muốn khiêu chiến với đội quân tinh nhuệ của Giang Sách, bọn họ thật sự không đủ sức. Chu Doãn Cường hung ác nói, Giang Sách, vốn dĩ tao còn muốn chơi đùa với mày, xử lý hết những người xung quanh mày trước, sau đó để mày chết một cách đau khổ. Được rồi, hiện tại mày đã chủ động tới cửa tìm cái chết, đừng trách tạo không khách khí. Ngày này năm sau chính là ngày rỗ của mày. Mày đến Hoàng Tuyền gặp lão già xấu xí kia đi, đồ khốn nạn. Chu Doãn Cường vung tay, tất cả thuộc hạ của ông ta xông lên với dao rựa, gậy bóng chày và dao găm. Nếu những người bình thường đối mặt với cảnh tượng như vậy, họ đã sợ hãi ngã xuống đất. Nhưng đối với chiến thần Tu La mà nói, đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Anh đứng thẳng tại chỗ, nhìn chăm chăm Chu Doãn Cường. Nhẹ giọng nói, không ai có thể lấy mạng của tao đâu. chương 663, sợ rằng thực sự chỉ có 6 ngày để sống. Chu Doãn Cường nở nụ cười, nói khoác không biết ngược, mày nhìn rõ đi người của tao gấp hai của mày mày muốn đấu với tao cái gì nhiều người thì có ích sao cho dù có nhiều con kiến cũng sẽ bị một bàn chân của con voi dẫm chết thôi một đám người lao lên nhưng cũng không có tác dụng những người đó đều bị giang sách giải quyết dễ dàng như thái rau khoảng cách giữa hai bên giống như khoảng cách giữa em bé và một võ sĩ chuyên nghiệp một cú đấm một cú đá trong vòng chưa đầy hai phút cả chục tên thuộc hạ đã nằm lăn ra đất. Các nhân viên của bất động sản Vinh Quang nhìn thấy thế, đều cuộn mình trốn trong góc khách sạn, không một ai dám đứng lên. Bà Lưu cũng chết lặng. Khi còn trẻ thì bà ta ỉ lại vào chồng, về già thì ỉ lại vào con, bà ta đã quen với tính kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên bà ta bị người khác ức hiếp, sau khi chống trả lại tiếp tục bị đánh. Thảm, tay bà Lưu run lên, cảm thấy không biết phải làm sao. Chu Doãn Cường cũng rất xấu hổ, vốn dĩ hỉ vào đồng người ông ta tràn đầy tự tin có thể hạ gục giang sách nhưng kết quả là đám người được ông ta bao nuôi lại không có chút sức chiến đấu nào đây đứng lên cho tao tao tốn tiền nuôi bọn mày nhưng đến thời khắc mấu chốt tất cả lại vô dụng như thế à mấy tên đàn em đó cũng không chịu nổi gãy tay gãy chân cả đám thành kẻ tàn phế làm sao còn đứng dậy được giang sách chậm rãi bước lên Chu Doãn Cường sợ tới mức lùi về phía sau từng bước, vô tình và vào ghế, ngã ngồi xuống. Giang sách bước đến gần ông ta. Mày, mày muốn làm gì? Nói cho mày biết, tạo là chủ tịch công ty bất động sản Vinh Quang. Tao có rất nhiều mối quan hệ, nếu mày dám làm gì tao, tao sẽ khiến cả nhà mày phải chết. Lúc này, ông ta dường như không còn lựa chọn nào khác là nói những lời tàn nhẫn để đe dọa. Đám cấp dưới không thể trông cậy được, Giang Sách lạnh lùng nhìn ông ta, đặt tay lên vai ông ta. Nước tiểu của Chu Doãn Cường đã chảy ra vì sợ hãi, vừa nãy thấy Giang Sách vặn vẹo làm gãy tay Kevin Diêm, bây giờ tay Giang Sách lại đặt trên vai ông ta, nhìn tình hình này, chắc hẳn cánh tay của ông ta sẽ bị gãy mất thôi. Tuy nhiên, Giang Sách cũng không làm gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai ông ta 3 lần. Yên tâm, những gì tôi nói đều có giá trị, tôi đã nói rằng bây giờ tôi sẽ không giết ông thì sẽ không giết. D2. Hãy quý trọng thời gian khi còn sống đi. Sau 6 ngày, ông phải xuống âm phủ tả tội với chú trình của tôi. Những lời này tuy nhẹ nhưng lại nặng hơn một phát súng khi truyền vào tai Chu Doãn Cường. 6 ngày, ông ta chỉ còn sống được 6 ngày nữa sao? Vừa rồi ông ta vẫn không tin thực lực của Giang Sách, còn tưởng rằng Giang Sách nói bậy, tự cho mình là đúng, nhưng sau trận chiến này, ông ta rõ ràng cảm nhận được thực lực của Giang Sách sợ rằng thực sự chỉ có 6 ngày để sống. Giang sách nhìn đống đổ nát trên mặt đất mà không nói gì, xoay người cùng mọi người rời khỏi khách sạn. Chu Doãn Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi người của Giang Sách đã rời đi. Ông ta thở dài một hơi, vỗ về trái tim mình nói, Giang Sách, mày có chút sức mạng, nhưng vậy thì sao? Mày nghĩ tao chỉ có chút khả năng đó thôi sao? Nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không giết tao, lần sau gặp mặt, người chết sẽ là mày. Bên ngoài khách sạn, Giang sách dẫn theo người rời đi. Mộc Dương Nhất đi theo phía sau, anh ta tò mò hỏi, đại ca, tại sao anh? Muốn thu tay lại, bây giờ giết Chu Doãn Cường và Kevin Diêm để trả thù cho chú Trình chẳng phải tốt hơn sao? Giang sách chưa kịp lên tiếng thì tôn tại ngôn đã nói, giết hai người họ bây giờ sẽ rất hời cho họ. Hả? Các nhà khoa học đã điều tra và phát hiện ra rằng khi tử tù bị hành quyết, không có nhiều người sợ hãi, ngược lại còn rất hưởng thụ, cho rằng cuối cùng cũng được giải thoát, điều thực sự khiến họ khó chịu là khoảng thời gian trước khi án tử hình đến. chương 664, phải làm được như vậy bằng mọi giá. Mộc Dương nhất gật đầu, vậy thì tôi hiểu rồi, lần này lão đại tới đây là muốn bàn án tử hình cho hai tên khốn đó, nhưng không vội xử tử chúng, chính là để chúng phải nếm trải đau đớn rồi mới giải quyết, như vậy mới có thể an ủi chú Trình ở trên trời. Chính xác, tồn tại ngôn tiếp tục, và tôi đó ẩn chu doãn cường và Kevin. Diêm sẽ không ngoan ngoãn chờ chết, họ sẽ cố gắng hết sức để đối phó với chúng ta. Những gì chúng tôi phải làm là dâng hết sức để chống trả. Chúng càng phản kháng thì chúng ta phải càng hung ác, đánh cho bọn chúng tuyệt vọng mới thôi. Cho bọn chúng biết phản chúng cũng uổng công, ngoài chờ chết thì bọn chúng không có sự lựa chọn nào cả. Đây chính xác là những gì Giang Sách nghĩ. Có tồn tại ngôn bên cạnh, Giang Sách rất yên tâm, nhiều việc không phải tự mình làm, tồn tại ngôn có thể xử lý trước. Đây chính là điều mà Mộc Dương Nhất không có. Sự tài trí của Tôn Tại Ngôn, sức mạnh quân sự của Mộc Dương Nhất, một phân một võ, có hai người này trợ giúp thì Giang Sách không cần phải sợ bất cứ kẻ thù nào. Hơn nữa, Chu Doãn Cường chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Sau khi rời khách sạn, Giang Sách giao phần còn lại cho Tôn Tại Ngôn và Mộc Dương Nhất. Anh trở về nhà. Sau khi rời đi ngày hôm qua, Đinh Mộng Nghiên hẳn đã rất lo lắng. Khi Giang Sách trở về nhà, anh thấy Đinh Mộng Nhiên đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Chồng, nhìn thấy Giang Sách trở lại, Đinh Mộng Nhiên vội vàng đứng lên, cả đêm qua anh không về, làm em sợ muốn chết, anh ổn không? Vừa vuốt má Đinh Mộng Nhiên, Giang Sách vừa nhẹ nhàng nói, anh chỉ sắp xếp một số chuyện hậu tang lễ thôi, không sao đâu, đừng lo lắng cho anh. Sao không lo lắng được chứ? Em sợ anh đau lòng quá sẽ làm ra chuyện sai lầm. Đinh Mộng Nhiên dừng lại rồi nói tiếp, đúng rồi, có một chuyện tốt và không tốt muốn nói cho anh biết, khu quy hoạch Nghĩa Trang được cải tạo từ quần thể biệt thự đã hoàn thành. Hôm nay anh có thể chuyển cho cốt của em trai Giang Mạch vào trong đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ đi nói chuyện với ông nội vào buổi chiều và cố gắng lấy cho chú Trình một chỗ, chôn cho cốt của chú Trình và cho cốt của Giang Mạch cùng một chỗ để họ làm bạn dưới lòng đất. Thế nào? Đây là một ý tưởng tốt. Quả thực, nếu cho cốt của Trình Hải và Giang Mạch có thể được chôn cất bên cạnh nhau, đó là một niềm vui cho cả hai người chỉ là liệu ông già đinh trọng có đồng ý không không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ không đồng ý đinh trọng cực kỳ ghét giang sách và đinh mộng nhiên ông ta làm đủ chuyện để gây hấn với hai người họ đến tìm đinh trọng trong trường hợp này chẳng phải là đang chờ bị từ chối sao giang sách hít một hơi thật sâu bất kể như thế nào chuyện này cũng phải hoàn thành cho cốt của trình hải và giang mạch phải được chôn cùng nhau Mộ của họ cũng phải gần nhau, phải làm được như vậy bằng mọi giá. Tại tòa nhà văn phòng của sản xuất nhiệt đinh, đinh trọng ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng, đinh phong thành và đinh tử ngọc ngồi bên phía tay trái ghế sofa, còn giang sách và đinh mộng nhiên đứng phía dưới. Hai bên trao cho đối phương những cái nhìn không vừa mắt, vốn tưởng rằng sẽ không có bất kỳ sự chung đụng nào nữa, nhưng kết quả lại vì chuyện khu quy hoạch nghĩa trang mà bọn họ phải tập trung trong một căn phòng thêm lần nữa. Sau khi nghe xong yêu cầu của Đinh Mộng Nhiên, trong lòng Đinh Trọng giấy lên sự khinh thường. Nếu đổi lại là người khác, loại chuyện vặt vãnh này ông ta có thể đồng ý trong tích tắc, nhưng là giang sách thì lại khác, tuyệt đối không thể được. Ông ta đã bị giang sách trêu đùa biết bao nhiêu lần rồi. Thù trước ông ta còn chưa kịp báo, vậy mà giang sách còn dám vác mặt tới yêu cầu gia tăng quyền sử dụng nghĩa trang, ha ha, định mở trò chơi mang tính quốc tế hay gì chương 665, xem ra cậu cũng chỉ giả bộ thôi. Nếu giờ ông ta thật sự nhường lại cho giang sách, vậy Đinh Trọng ông ta có khác nào một thằng đần không? Đinh Mộng Nhiên cũng biết trong lòng Đinh Trọng đang suy nghĩ cái gì, cô chủ động lên tiếng nói trước, ông à, cháu biết trước đó ông và giang sách có chút chuyện bất hòa, nhưng người chết là chuyện lớn. Cái chết của chú Trình chính là một đòn đả kích lớn với giang sách, hy vọng ông có thể rộng lượng bỏ qua những chuyện ngoài lề, đáp ứng tâm nguyện nho nhỏ này của giang sách được không? oán thù nên cởi, không nên buộc. Dù nói thế nào thì Giang Sách vẫn là cháu rể của ông, nhân cơ hội này chữa lành mối quan hệ giữa mọi người với nhau chẳng phải sẽ rất tốt sao. Nói như vậy quả thực không hề sai, nhưng người ta có nghe lọt tại hay không lại là chuyện khác. Đinh Trọng còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Đinh Phong Thành đã tranh nói trước, em ba, em nói cái gì vậy? Nếu các người thật sự tới đây để xin lỗi, thì tại sao lại đi tay không thế hả? Rõ ràng là các người không có thành ý mà. Ninh Tử Ngọc cũng bổ sung, đúng vậy, lùi lại một bước nói chuyện đi, quyền sử dụng này bọn em có nói nhường cũng không được, đó là quyết định của cục xây dựng đô thị. Các người chạy tới văn phòng gây khó dễ cho ông nội, rốt cuộc là có giáp tâm gì. Hiển nhiên, đối phương căn bản không hề có ý định giúp đỡ giang sách. Sắc mặt đinh mộng nhiên bắt đầu có hơi khó coi. Cô biết rõ, mặc dù quyền sử dụng là do cục xây dựng đô thị quản lý, nhưng quyền sử dụng khu quy hoạch nghĩa trang đã được giao cho sản xuất nhiệt đinh, bọn họ muốn cho ai sử dụng cũng chỉ cần người đứng đầu nói một tiếng là được. Vậy cho nên, chỉ cần đình trọng gật đầu thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, dù là chút rủi ro nhỏ. Nhưng nếu đình trọng không gật đầu, thì nó lại thành vấn đề lớn. Đinh Mộng Nghiên tiếp tục mở miệng khẩn cầu, ông à, trước đó giang sách có gì không đúng, cháu xin phép thay mặt anh ấy nói với ông một tiếng xin lỗi, cầu xin ông đồng ý giúp chúng cháu lần này được không? Thái độ cũng đã đủ thấp hèn, Giang sách đứng bên cạnh, tim anh như đang dỉ máu, để người phụ nữ của mình phải đi cầu xin sự thương xót của Đinh Trọng với thái độ thấp hèn như thế, khiến anh thực sự phải ái náy. Mà điều càng nực cười hơn chính là, sự cầu xin này là vô ích. Đinh Trọng hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang sách cười như không cười, nói với giọng điệu lạnh lùng, Giang sách, không phải tôi không chịu giúp cậu, mà mọi chuyện giống như lời tử Ngọc đã nói trước đó, quyền sử dụng là do cục xây dựng đô thị quản lý, lời nói của tôi không có trọng lượng đinh mộng nhiên vội vàng nói vậy ông chỉ cần ra mặt giúp chúng cháu nói một tiếng với cục xây dựng đô thị thôi ông có yêu cầu gì cứ việc nói bất kể là tiền hay thứ gì khác bất cứ thứ gì cũng được hết tiền sao đây không phải vấn đề tiền bạc đinh trọng nghĩ nghĩ sau đó nở nụ cười xấu xa nói cái gì cũng làm đúng không vậy thế này đi giang sách cậu tới quỳ gối trước mặt tôi nói với tôi câu xin lỗi tôi sẽ cố gắng liên lạc hỏi lãnh đạo cục xây dựng đô thị một câu Xem có thể cho cậu thêm một vị trí về quyền sử dụng hay không. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trên thực tế, Đinh Trọng căn bản không hề có ý định sẽ giúp đỡ Giang Sách. Ông ta chỉ đơn thuần là muốn xem Giang Sách quỳ gối dập đầu trước mình mà thôi. Sau khi xong xuôi, Đinh Trọng vẫn sẽ không giúp anh. Một người hiểu rõ thói đời như Giang Sách sao có thể không nhìn thấu ý định này? Còn chưa kể, người đàn ông như anh sao có thể quỳ gối trước Đinh Trọng? Nghe xong yêu cầu này, cả Đinh Phong thành lẫn Đinh Tử Ngọc đều vô cùng vui vẻ, cuối cùng thì cũng có cơ hội nhìn thấy Giang Sách phải xấu mặt, từ trước tới nay bọn họ luôn bị Giang Sách áp chế, giờ là lần đầu tiên họ có thể áp chế ngược lại Giang Sách, cảm giác sướng như lên mây. "Sao hả, không chịu quỳ sao?" Giọng điệu Đinh Trọng nghe có phần không hài lòng. Lúc nào cũng luôn miệng nói cái gì mà người chết đó chính là vị trưởng bối mà cậu tôn trọng nhất, "Sao hả, vì chủ trình của cậu?" quỳ xuống dập mấy cái cũng không muốn sao. Xem ra cậu cũng chỉ giả bộ thôi. Những câu nói như dao cắt vào lòng giang sách. Đinh Mộng Nhiên thật sự không nhìn nổi nữa, nhưng cô không dám chọc giận Đinh Trọng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhất định phải nhìn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 666, này, tôi không nghe lầm đấy chứ. Chỉ cần có thể khiến Đinh Trọng đồng ý, dập đầu mấy cái có là gì chứ. Đinh Mộng Nhiên nhìn giang sách, tim đập thình thịch, chuyện này, một người vợ như cô cần phải làm. Giang Sách không thể quỳ được. Một người phụ nữ như Đinh Mộng Nghiên, quỳ thì quỳ, không quan trọng. Còn chưa kể, trước đây Giang Sách đã từng giúp đỡ Đinh Mộng Nghiên không biết bao nhiêu lần, giải quyết giúp cô không biết bao nhiêu vấn đề, lại còn cứu cô vô số lần nữa chứ. Vậy cho nên, để có thể giúp người đàn ông của mình, quỳ gối một lần cũng có sao. Đinh Mộng Nghiên nhìn Đinh Trọng, nói bằng giọng nghiêm túc, ông nội để cháu thay mặt giang sách quỷ gối dập đầu trước mặt ông đi, hy vọng ông có thể nói được làm được, sau khi cháu dập đầu xong, có thể trao cho chúng cháu thêm quyền sử dụng nghĩa trang. Sứt lời, Đinh Mộng Nhiên chuẩn bị quỷ gối dập đầu. Hai mắt ba người Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc Sáng như sao, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng dáng vẻ cực kỳ mong chờ, mặc dù không được nhìn giang sách quỷ gối có hơi đáng tiếc, nhưng có thể nhìn Đinh Mộng Nhiên quỷ gối cũng tuyệt không kém. Chưa kể, nếu đinh mộng nhiên thật sự quỳ xuống vậy cũng đủ khiến trái tim giang sách dỉ máu là một đòn đả kích với giang sách một mũi tên trúng hai con nhạn không tồi chút nào khi đinh mộng nhiên chuẩn bị quỳ xuống giang sách đã kéo đinh mộng nhiên lại nâng người cô lên không cho phép cô quỳ xuống sách đinh mộng nhiên dương dương nước mắt nhìn giang sách cô biết giang sách không đành lòng nhìn cô chịu ấm ức nhưng chuyện đã tới nước này rồi chịu ấm ức chút cũng đâu có sao sách, để em quỳ xuống đi, quỳ xong sẽ không có chuyện gì nữa hết. Cũng chẳng rơi mất miếng thịt nào, không sao đâu anh. Đinh Trọng sờ sờ dâu, nói với giọng kỳ quái, giang sách, bản thân cậu không muốn quỳ, giờ còn định ngăn không cho vợ quỳ. Cậu thật là vô dụng mà. Nói câu khó nghe, tôi thậm chí còn khinh thường việc các người quỳ xuống. Tôi cho các người thêm thời gian một phút, nếu vẫn không chịu quỳ thì lập tức cút ra ngoài ngay cho tôi, sau này đừng mong sở hữu quyền sử dụng đất nữa, một phần kia của giang mạch, tôi cũng sẽ thu hồi lại. Quả thực, loại người này không biết xấu hổ đến cực điểm. Đinh Trọng vì muốn trả thù giang sách mà vứt hết lễ nghĩa liêm sỉ sang một bên, mục đích của ông ta chỉ là muốn buộc giang sách phải quỳ. Mau quỳ đi. Bên trong văn phòng, ba người bên phía đối diện kia hệt như mấy con sói gian ác đang dương nanh nhìn chằm chằm giang sách và đinh mộng nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng xanh lục. Lúc này, giang sách cuối cùng cũng mở miệng. Ông già, có chuyện này ông nói đúng, quyền sử dụng khu quy hoạch Nghĩa Trang không phải do ông quản, mà sẽ do cục xây dựng đô thị quyết định. Cho nên, tôi cần gì phải cầu xin ông chứ? Đinh Trọng cười khẩy. Ông ta khinh bị nhủ thầm trong lòng, ngu xuẩn, cục xây dựng đô thị đã giao quyền sử dụng cho tao phân phối từ lâu, mày thì biết cái gì? Ông ta dối tay nói, vậy được thôi, cậu mau đi tìm người của cục xây dựng đô thị đi, cút, không khí có hơi gượng gạo giang sách không hề hoang mang tiếp tục nói không cần đi đợi lát nữa người của cục xây dựng đô thị sẽ tới chẳng những cho tôi thêm một phần quyền sử dụng mà sẽ thu hồi quyền phân phối của sản xuất nhiệt đinh đinh trọng giống như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế giới một bàn tay trống trên bàn miệng há ra cười đến mức không thể khép được này tôi không nghe lầm đấy chứ cậu vừa nói cái gì cơ nói lớn lên chút tôi không nghe thấy cậu nghĩ cậu là ngọc hoàng đại đế hay sao? muốn làm gì thì làm hả? quyền phân phối đó là do cục xây dựng đô thị giao cho tôi, cậu trả là cái thá gì cả, vậy mà dám đòi thu hồi quyền phân phối của tôi ư? ha ha, cậu sợ đến điên rồi hay gì? chương 667 cái mà ông ta sợ tới cũng đã tới. đinh phong thành và đinh tử ngọc cũng vui vẻ không sao tả nổi, mặc dù bọn họ đã bị giang sách sỉ nhục hết lần này đến lần khác nhưng xem ra trí nhớ của họ không hề tốt. Bởi vì theo suy nghĩ của họ, chuyện thu hồi quyền phân phối là không thể làm được, giang sách định diễn trò gì đây? Anh có tư cách gì mà có thể thu hồi quyền phân phối chứ? Muốn thu hồi, cũng phải do người của cục xây dựng đô thị tới thu hồi. Giang sách thật sự điên rồi nên mới có thể nói ra những lời hoang đường như vậy. Đinh Mộng Nhiên nghe xong cũng đáp lại anh bằng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, cô cũng không thể ngờ Giang Sách lại dám nói ra những lời hoang đường như vậy, điều này hoàn toàn không giống với tác phong ngày thường của Giang Sách, thật là nực cười. Phải chăng cái chết của Trình Hải đã gây nên thương tổn quá lớn với anh, nên giờ anh mới biến thành như vậy? Tất cả những người có mặt trong phòng, không một ai là tin tưởng lời Giang Sách nói. Nhưng ngay khi ba người đinh trọng đang cười cợt thì thư ký đi vào nói với giọng điệu dồn dập chủ tịch, phó cục ngụy của cục xây dựng đô thị tới. Phó cục ngụy, Nghe thấy ba chữ này, nét tươi cười trên mặt đinh trọng dần dần động lại, ông ta bắt đầu có một dự cảm chẳng lành. Rất nhiều lần, lần nào cũng vậy, thời điểm ông ta cảm thấy giang sách chỉ đang nói hưu nói vượt, thì lập tức bị vả mặt một cái thật mạnh. Mà trước khi bị vả mặt, trong lòng ông ta đều sinh ra loại cảm giác hoảng loạn kiểu này. Vừa nói về chuyện cục xây dựng đô thị, kết quả người của cục xây dựng đô thị tới, trên thế giới này sao lại có những chuyện trùng hợp như thế được ngẫm lại lập tức thấy có điểm kỳ lạ. Đinh Trọng thu lại nụ cười tươi, lập tức sắp xếp người đi mới phó cục ngụy vào trong. Chưa đến 5 phút sau, người của cục xây dựng đô thị tới. Phó cục ngụy dẫn theo hai tay cấp dưới cùng đi vào văn phòng, nét mặt nghiêm túc, nhìn qua dáng vẻ ông ta trông giống như không dễ nói chuyện. Đinh Trọng có hơi hoảng, trưng ra bộ mặt tươi cười, nói, phó cục ngụy, là ngọn gió nào đưa ngài tới nơi này vậy? Uây, đúng là khách quý, khách quý đến. Mời ngồi, mời ngồi." Phó cục Ngụy vẫy vẫy tay, nói, "Không cần, tôi tới đây nói hai câu xong sẽ đi." "Luôn, ồ, ngài cứ nói." "Chủ tịch Đinh, liên quan đến quyền phân phối khu quy hoạch Nghĩa Trang, cục xây dựng đô thị chúng tôi muốn thu hồi lại." Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản đã khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Đinh trọng trợn mắt há hốc mồm. Cái mà ông ta sợ tới cũng đã tới mới vừa nãy thôi ông ta còn cười nhạo giang sách nói hưu nói vượt, kết quả đã bị giang sách nói chúng, quyền phân phối bị người ta thua hồi mất rồi. Nếu không phải Đinh Trọng quen biết phó cục ngụy, thì có lẽ ông ta đã nghi ngờ người này là do giang sách mời tới để lừa gạt ông ta. Nét mặt Đinh Trọng trông khó coi hệt như cái gan heo, hỏi với vẻ mặt đau khổ, không phải chứ, tại sao lại như vậy? Phó cục ngụy, dù sao thì ngài cũng phải cho tôi một lý do đi chứ. Quyền phân phối này chúng tôi chấp hành rất tốt, sao lại đột nhiên nói muốn thu hồi là thu hồi như thế có phải có kẻ nào đó đi mách trộm nói hưu nói vượn gì với ngài không thời điểm nói ra lời này ông ta còn cố tình nhìn giang sách rõ ràng là đang nhắm vào anh nhưng phó cục ngụy lại nói với vẻ dửng dưng khu quy hoạch của cục xây dựng đô thị này có sự bố trí đặc biệt giao cho xí nghiệp phân phối quả thực có phần không hợp lý vậy nên tổ chức quyết định thu hồi lại chủ tịch định xin lỗi ông mau bàn giao văn kiện về quyền phân phối đi nói như không nói. Đinh Trọng cắn răng, trong lòng ông ta đang vang lên một vạn câu chửi con mẹ mày, nhưng ngoài miệng lại không dám hé răng nửa lời. Người ta là quan, ông ta có cơm ăn hay không là nhờ cậy cả vào người ta, không được nói sai dù chỉ một câu. Bất lực, chương 668, nhưng người này cũng vô cùng đáng sợ. Đinh Trọng kêu người đưa văn kiện tới giao cho Phó Cục ngụy, sau đó trở mắt nhìn Phó Cục ngụy thu hồi quyền phân phối rồi rời đi cùng hai tên cấp dưới của mình thời điểm trước khi đi, không ai để ý tới việc phó cục ngụy lặng lẽ nhìn thoáng qua giang sách, rồi nhẹ nhàng thở vào một hơi, trông như thể phó cục ngụy cực kỳ sợ giang sách vậy. Thú thật thời điểm lúc vừa mới bước vào trong phòng, từ đầu tới cuối phó cục ngụy đều không liếc mắt nhìn giang sách lấy một cái. Là khinh thường sao? Là không dám. Mãi cho đến khi phó cục ngụy rời đi, giang sách mới mở miệng nói, hiện tại quyền phân phối đã không còn ở trong tay các người nữa, chúng tôi cũng không có lý do gì để ở lại, tạm biệt. Giang sách nắm lấy tay Đinh Mộng Nhiên, xoay người định rời đi. Đợi đã, Đinh Trọng mở miệng gọi anh lại. Có việc gì? Giang sách, tôi không hiểu và hơn hết là không phục, vì sao cục xây dựng đô thị lại nghe lời câu nói như vậy? Giang sách cười, ông lầm rồi, không phải cục xây dựng đô thị nghe lời tôi nói, mà là họ không quen nhìn người nào đó lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, biến thế của nhà nước trở thành thứ của riêng dứt lời, giang sách dẫn Đinh Mộng Nghiên cùng rời đi. Giang sách, Đinh Trọng cố kìm nén ngồi trên ghế, tức giận đến nỗi thở hồn hển lại một lần nữa ông ta bại dưới tay giang sách, ông ta cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa, dù sao thì cứ lần nào giao đấu, người thua cũng là ông ta. Tại sao lại như vậy? Một thằng đi ở rể vô dụng thôi, nhưng vì cứ gì lần nào cũng bại dưới tay anh. Đinh Trọng không phục. Ông ta ngồi trên ghế, không nghĩ ra được lý do vì sao lần nào bản thân cũng bại dưới tay một kẻ phế vật như vậy. Về phần Đinh Phong Thành, anh ta vẫn bình tĩnh, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên thua, anh ta đã sớm quen với chuyện này rồi. Người khác biệt nhất chính là Đinh Tử Ngọc, cô ta nhìn Đinh Phong Thành rồi lại quay sang nhìn Đinh Trọng, do dự mãi mới mở miệng nói, ông nội, tên giang sách này thật sự quá đáng trách, cháu cảm thấy nên tìm cách nào đó đuổi cậu ta đi. Đinh Phong Thành ngây ngô cười ha ha, đừng làm loạn nữa, không phải không nghĩ cách. Chị không thử ngẫm lại xem đi, trước đó chúng ta đã nghĩ ra bao nhiêu cách rồi, nhưng có cái nào hữu dụng không? Kết quả là không hành chết được giang sách thì thôi, ngược lại còn khiến chúng ta sống dở chết dở đó. Xem như em đã hiểu, giang sách chính là khắc tinh của chúng ta. Cho nên, mau tỉnh táo lại đi, đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm đi tìm thêm việc, sống như thế này chưa đủ tốt sao? Sao cứ phải tự chuốc lấy cực khổ cho chính mình cơ chứ? Câu nói này nghe vô cùng hèn nhát, nhưng nó thực sự rất có lý. Đinh Tử Ngọc cắn răng nói, xem ra chúng ta thật sự không có cách nào đối phó giáng sách, vậy thì chúng ta có thể đi tìm sự giúp đỡ. Giúp đỡ? Ai? Chồng chị, anh rể em đường văn mặt hả? Nhưng mà có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì đâu, đúng không? Không phải là một người khác, một người chắc chắn có thể giải quyết được giang sách. Đinh Trọng và Đinh Phong Thành lập tức có hứng thú, trên thế giới này vẫn còn người quyền lực giỏi giang đến vậy sao? Là ai? Đinh Tử Ngọc vô cùng cẩn thận nói ra hai chữ, đại ca. Sắc mặt của Đinh Trọng và Đinh Phong thành lập tức xa sầm dường như chỉ nghe thấy hai chữ này thôi đã khiến bọn họ sợ tới mức chết khiếp. Quả thực người này rất mạnh, đi tìm anh ta, trăm phần trăm có thể giải quyết xong xuôi giang sách. Nhưng người này cũng vô cùng đáng sợ. Đi tìm hắn, rất có khả năng chính bản thân mình cũng bị giải quyết luôn. Không được, Đinh Trọng lập tức từ chối. Ông à, không còn cách nào nữa đâu, chỉ có đi tìm đại ca thôi. Đinh Tử Ngọc vẫn kiên trì. Cầm miệng, nếu cháu còn dám nhiều lời, thì lập tức cút ra ngoài cho ông. Lời này đã đủ tàn nhẫn, quả nhiên, Đinh Tử Ngọc nghe xong không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn tính toán đến chuyện mời, đại ca. chương 669, cậy tài khinh người cái gọi là đại ca cũng không phải một danh xưng kính trọng dành cho người nào đó, mà đó thực sự là một đại ca. Kỳ thật, ngoài ba anh em Đinh Tử Ngọc, Đinh Phong Thành và Đinh Mộng Nghiên ra, thì phía trên bọn họ còn một người đại ca nữa Đinh Hồng Diệu, là anh trai Đinh Tử Ngọc, cháu trai Đinh Trọng. Đinh Hồng Diệu chính là con nhà người ta, trong truyền thuyết, từ nhỏ đã văn võ song toàn, không chỉ riêng thành tích vượt trội, tư duy nhanh nhẹn, đến cả thể trạng cũng hơn những đứa trẻ bình thường. Dưới sự đào tạo tỉ mỉ từ gia tộc, Đinh Hồng Diệu phát triển một cách toàn diện, năm 20 tuổi đã trở thành phó tổng giám đốc của sản xuất nhiệt đinh, thời điểm đó anh ta còn đứng đầu trong top 10 thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất của toàn thành phố. Đinh Hồng Diệu sở hữu chỉ số thông minh hơn người, làm việc quyết đoán, đừng thấy anh ta trẻ tuổi mà coi thường, những thủ đoạn của anh ta cực kỳ đanh đá chua ngoa, rất nhiều người có tuổi đời lăn lộn trong thương trường nhiều năm cũng phải chịu thua dưới tay anh ta. Và đương nhiên, Đinh Hồng Diệu được coi là chủ nhân đời kế tiếp của sản xuất nhiệt đinh, được Đinh Trọng vô cùng yêu mến. Nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ ổn, không có bất kỳ vấn đề gì. Mãi cho đến một ngày, mọi thứ đang tốt đẹp bỗng thay đổi. Một người đàn ông tuổi còn trẻ đã mạnh và quyền lực như vậy, lòng giả rất khó có thể lấp đầy, anh ta cực kỳ tự cao tự đại, không thèm để bất kỳ kẻ nào vào mắt, gói gọn trong bốn chữ cậy tài khinh người. Theo suy nghĩ của anh ta, Quy mô của sản xuất nhiệt đinh quá nhỏ, toàn bộ nhà họ Đinh đang phát triển theo hướng đi không đúng. Lúc ấy, anh ta đã cật lực huy động gia tộc tiến hành đổi mới. Nhưng có điều, người đứng đầu nhà họ Đinh là Đinh Trọng lại không đồng ý, nhà họ Đinh là vất vả cày cấy trong ngành công nghiệp này mấy chục năm, làm đâu chắc đấy, khó khăn lắm mới đạt được quy mô như ngày hôm nay, sao có chuyện nói thay đổi là thay đổi được. Cả kể có tính toán đến chuyện thay đổi thì cũng phải từ từ huống gì trong lòng Đinh Trọng vốn không đồng ý thay đổi. Vì thế, Đinh Trọng và Đinh Hồng Diệu đã cãi nhau một trận to trước mặt tất cả những thành viên cao cấp trong gia tộc. Một lần nọ, Đinh Trọng đã lợi dụng thân phận người đứng đầu để cưỡng chế Đinh Hồng Diệu, khi ấy mọi chuyện mới có thể bình ổn. Mầm tai hỏa cũng được nuôi lớn từ khi đó. Từ đó về sau, Đinh Hồng Diệu không bao giờ nhắc lại chuyện đổi mới gia tộc nữa, tất thảy đều làm theo ý của Đinh Trọng, thậm chí còn chủ động xin lỗi. Về phần Đinh Trọng, ông ta cực kỳ hài lòng với kết quả này cho rằng đinh hồng diệu đã biết sai rồi thú thực đinh hồng diệu là bằng mặt không bằng lòng ngoài mặt thì xin lỗi nhận sai nhưng thực tế lại bắt đầu ngấm ngầm đào hố từng bước từng bước đem thế lực của mình thâm nhập vào từng tầng lớp của công ty anh ta thậm chí còn lợi dụng sự yêu thích của bà cụ thông qua sự trợ giúp của bà nội mở rộng thế lực của chính mình chuyện đam mỹ từng chút một sản xuất nhiệt đinh đã bị đinh hồng diệu nắm giữ nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn nữa chắc chắn chỉ thời gian ngắn nữa thôi đinh trọng sẽ trở thành tư lệnh bù nhìn sản xuất nhiệt đinh sớm hay muộn cũng sẽ bị đinh hồng diệu ăn mòn toàn bộ thứ đinh hồng diệu muốn chính là trước tiên để đinh trọng về hưu rồi anh ta sẽ ngồi vào vị trí của người đứng đầu kết quả khi ấy tình trạng này đã bị đinh mộng nghiên nhận ra cô không chút do dự nào đem chuyện đinh hồng diệu kết bè kết cánh ý đồ mưu phản nói cho đinh trọng mới đầu đinh trọng còn không tin rồi gian dậy Đinh Mộng Nghiên một trận ra trò, sau đó càng nghĩ lại càng thấy không đúng, nên đã lén điều tra, mà sau khi điều tra mới thấy hỏng rồi, hóa ra gần một nửa công ty đã rơi vào tay Đinh Hồng Diệu. Đinh Trọng nhịn không nổi, nên đã trở mặt với Đinh Hồng Diệu trước mặt tất cả mọi người. Sau đó mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, phe phái do Đinh Trọng cầm đầu và phe phái do Đinh Hồng Diệu cầm đầu đấu nhau túi bụi, Đinh Trọng rơi vào thế bị động, ông ta sắp thua trận đến nơi. Nhưng cũng nhờ vận may của ông ta không tồi, nhiều xí nghiệp lớn có thủ án với Đinh Hồng Diệu đã hợp sức cùng ra tay, giúp Đinh trọng ổn định vị trí, diệt trừ Đinh Hồng Diệu. Nếu không phải do lúc đầu Đinh Hồng Diệu cậy tài khinh người, tạo quá nhiều thù địch cho mình, hơn nữa cánh chim chưa từng đầy đặn thì chưa chắc kết quả ai thua ai thắng. Sau đó, Đinh Hồng Diệu bị đưa vào ngục giam, chịu án tù 8 năm, đến nay vẫn chưa được ra ngoài. Mỗi khi nhớ lại chút chuyện cũng như vậy, Đinh Trọng lại sợ hãi không thôi, đây là lần mà ông ta tiến gần nhất với cái chết trong đời. Đấu đá với chính cháu trai của mình, thật là nực cười. Kết quả của chuyện này là hai bên cùng thiệt. Đinh Hồng Diệu thì khỏi phải nói rồi, vào ngục giam. Mà Đinh Trọng cũng không khá khẩm hơn, vợ ông ta vì chuyện này mà đau buồn quá độ, tức chết trong nhà, sản xuất nhiệt Đinh cũng bị thiệt hại nặng nề, rơi thẳng từ vị trí gia tộc hạng nhất xuống gia tộc hạng hai một nhà họ đinh vốn lớn mạnh càng ngày càng bị người ta khinh thường và người thừa kế tương lai của nhà họ đinh vốn được định sẵn là đinh hồng diệu vậy mà hiện tại người thừa kế chỉ còn mỗi đinh phong thành ha ha độ tranh lệch của hai người bọn họ quả thực quá lớn một trên trời một dưới đất đinh trọng vẫn hay tự hỏi liệu có phải ông ta sai rồi không phải chăng lúc trước ông ta nên chủ động thoái vị để đinh hồng diệu kế thừa nhà họ đinh như dự tính như vậy thì ít nhất nhà họ đinh sẽ không bị tổn hại nhiều như vậy và người bạn già của ông ta cũng sẽ không vì thế mà tức chết. Bản thân ông ta cũng không cần phải lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa thể thoái vị. Nếu người ngồi ở vị trí người đứng đầu là Đinh Hồng Diệu, Đinh Trọng hoàn toàn yên tâm 100%, nhưng nếu người ngồi là Đinh Phong Thành, vậy chờ mấy đứa trẻ đời tiếp của nhà họ Đinh đi. Hai. Đinh Trọng thở dài một hơi, cảm thấy rất là bất lực. Hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi, dù có hối hận thì mọi chuyện cũng đã tiến triển đến bước này. Còn có thể nói gì được nữa? Tuy nhiên có một việc chắc chắn không thể làm, đó chính là đi tìm Đinh Hồng Diệu. Người đàn ông đó quả thực đáng sợ. Đinh Trọng biết rõ, Đinh Hồng Diệu là một người đàn ông ôm hận rất lâu, một khi thả anh ta ra ngoài, vậy thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ nhà họ Đinh tai ương ngập đầu. Ông ta chán ghét Giang Sách, nhưng cũng không thể vì đối phó Giang Sách mà thả Đinh Hồng Diệu ra được. Như vậy chẳng khác gì đuổi được sói, lại dẫn hổ vào nhà mối nguy hại sẽ lớn hơn nữa không phải ai cũng suy nghĩ như vậy ít nhất là đinh tử ngọc không nghĩ như vậy nói cho cùng đinh hồng diệu là anh trai cô ta thành thật mà nói thì nếu người ngồi ở vị trí người đứng đầu là anh trai cô ta vậy thì ích lợi cô ta đạt được có khả năng sẽ cao hơn so với hiện tại anh trai dĩ nhiên sẽ hơn ông nội đây chính là những suy nghĩ của đinh tử ngọc nhóm người này cũng vì lợi ích của bản thân mà tập trung lại với nhau giữa họ không hề tồn tại bất cứ tình cảm gì cả, vì lợi ích, bọn họ có thể đoàn kết lại để cùng đối phó Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên. Tương tự, vì lợi ích, bọn họ cũng có thể tự đấu đá lẫn nhau. Đinh Tử Ngọc lạnh lùng nhìn Đinh Trọng, trong lòng không ngừng tính toán, e rằng đã đến lúc thả Đinh Hồng Diệu ra rồi. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng nhỏ của bất động sản Vinh Quang, Chủ tịch Chu Doãn Cường cúi đầu với vẻ mặt khủng hoảng. Từ sau lần bị Giang Sách làm bẽ mặt trước mặt mọi người, Hiện tại ông ta đã trở thành nhân vật trong câu chuyện cười của mọi người mỗi lúc rảnh rỗi, mà mẹ ông ta cũng giận tới nỗi đổ bệnh không dậy nổi. Thù này không báo, thề không làm người. Ngồi trên chiếc ghế trong phòng là một người đàn ông, mái tóc dài, đeo khuyên tai, đầu đang cúi đầu chơi trò chơi, chơi đến khi vui vẻ còn hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Mà người đàn ông này chính là đầu rắn nổi danh ngầm ở khu giang nam khổng quang chiết. Người này mánh khóe phi thường, thế lực khổng lồ, khống chế được thế lực ngầm đáng sợ ổ phúc xà, thuộc hạ anh ta có 13 dũng tướng, mỗi người có thể một mình địch trăm, được xưng là 13 rắn độc. Các xí nghiệp bình thường nhìn thấy họ đều quay vòng đi, không có mấy ai dám tiến tới giao tiếp với họ. Hôm nay, chu Doãn Cường vì báo thù rửa hận, chấp nhận bất cứ giá nào. Ông ta muốn lợi dụng ổ phúc xà đối kháng với giang sách. chương 670, ổ phúc xà. Danh tiếng về ổ phúc xà từ lâu đã lan rộng khắp khu Giang Nam, người bình thường không dễ gì dám động vào. Loại rắn độc này, có thể cắn chết đối thủ, cũng có thể cắn chết chính mình, nếu xử lý không tốt chỗ nào đó, vậy thì kết quả đổi lại chính là sự diệt vong. Cho nên, trừ khi đó là biện pháp cuối cùng, các xí nghiệp bình thường sẽ không giao tiếp với ổ phúc xa. Tất nhiên, Chu Doãn Cường cũng hiểu đạo lý này. Có điều, sau khi chứng kiến thực lực của thuộc hạ giang sách, ông ta biết rõ dựa vào sức mình rất khó thắng được giang sách, vậy nên chỉ có cách đi tìm sự giúp đỡ ổ phúc xà chính là một sự giúp đỡ không tồi trên thực tế sở dĩ ổ phúc xà lớn mạnh nguyên nhân là vì tiêu chuẩn thu nạp người của bọn họ chỉ có hai loại người có thể trở thành thành viên của ổ phúc xà loại thứ nhất phạm tội lớn phải vào mục giam và đã ra ngoài loại thứ hai phạm tội lớn nhưng đang bỏ trốn ung dung ngoài vòng pháp luật hai loại người này cực kỳ hung dữ cái gì cũng dám làm không sợ chết, xuống tay tàn nhẫn không tả được. Một nhóm người như vậy tập trung lại với nhau, có thể tưởng tượng được năng lượng ác độc mà họ sinh ra, cũng không có gì lạ khi ổ phúc xà lại khét tiếng như vậy. Chu Doãn Cường nhìn Khổng Quang Chiết ngồi bên kia, ông ta nuốt nước bọt, không dám tự mở miệng, mà Chu Chu môi với Kevin Diêm. Kevin Diêm ngầm hiểu, vô cùng cẩn thận nói, "Khổng lão đại, chuyện đó." Khổng Quang Chiết vừa đánh trò chơi vừa nói, "Không cần khách sáo như vậy." gọi tôi lão khổng là được rồi. À, lão khổng, chủ tịch chu của chúng tôi mời ngài về đây, chính là muốn ngài giúp đối phó một người. Khổng quang chiết nói, vô nghĩa, tìm tôi không phải để đối phó người khác, chẳng lẽ tìm tôi để yêu đương. Ngay cả người tàn nhẫn độc ác như chủ tịch chu mà cũng không đối phó được, khiến tôi rất tò mò đấy, là ai vậy? Lúc này chu Doãn Cường mới chủ động nói, giang sách. Chủ tịch khoa học công nghệ tầm mộng. Khoa học công nghệ tầm mộng khổng quang chiết cười cười đó chẳng phải là một công ty công nghệ khoa học tham gia nghiên cứu phát minh khoa học công nghệ sao bên trong hẳn là sẽ có những nhân tài khoa học công nghệ hào hoa phong nhã sức chiến đấu không cao sao hả mấy tay côn đồ mà chủ tịch chu nuôi dưỡng cũng không trị được những người này à ngày thường các người bắt nạt chủ xí nghiệp ẩu đả dân chúng trông mạnh bạo lắm cơ mà chu doãn cường chẹp chẹp miệng ngài đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa nói thẳng đi đơn hàng này có nhận không? Khổng Quang Chiết trả lời không chút do dự, ở nơi này, chẳng có đơn hàng nào tôi không thể tiếp nhận. Chẳng qua là đối phó với một công ty được dân chúng vô cùng kính yêu như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an, ông nên trả thêm tiền để xoa dịu sự bất an trong lòng tôi đấy. Anh muốn bao nhiêu? Một tỷ. Cái gì? Chu Doãn Cường giận đến nỗi đứng phát dậy, nói, sao anh không đi cướp luôn cho rồi? Một tỷ, anh chào giá cũng độc ác quá đấy. Khổng Quang Chiết vừa bấm bấm điện thoại vừa nói, ngại nhiều sao. Tôi nói thẳng nhé, nếu ông không đưa tôi một tỷ, tôi sẽ liên thủ với khoa học công nghệ tầm mộng đối phó ông, đến lúc đó tôi sẽ không thu của bọn họ một đồng nào, làm công miễn phí, cho đến khi hành chết tất cả các người mới thôi. Quả nhiên tàn nhẫn, giao tiếp với ổ phúc xà, thật không phải chuyện đơn giản. Chu Doãn Cường dù biết rõ đối phương uy hiếp mình, nhưng lại không thể làm gì, nếu không trả tiền, ổ phúc xà liên thủ với khoa học công nghệ tầm mộng đối phó với ông ta như vậy chỉ có nước chờ chết mà thôi khổng quang chiết tiếp tục nói không còn nhiều thời gian để ông suy nghĩ nữa đâu hiện tại tôi đã bước vào vòng cao điểm rồi nếu tôi đánh xong trận này ông còn chưa đưa ra được kết quả vậy thì ông cứ chuẩn bị hậu sự dần đi từng bước ép sát đừng nhìn nét mặt tươi cười lẫn giọng điệu bình tĩnh của khổng quang chiết mà tưởng chơi mỗi một câu chữ anh ta nói ra đều khiến chu doãn cường hãi hùng khiếp vía Tôi, đồng ý, Chu Doãn Cường thở dài nói, một tỷ thì một tỷ, chỉ cần anh có thể giải quyết được khoa học công nghệ tầm mộc, giải quyết được gian sách, một tỷ, tôi sẽ trả không thiếu một đồng. Khổng Quang Chiết nói, đưa tiền trước làm việc sau. Anh, Chu Doãn Cường giận đến nỗi không còn lời nào để nói, vẫy vẫy tay, được, Khải Văn, đưa anh ta đi lấy tiền đi. Như vậy mới đúng chứ. Khổng Quang Chiết ngẩng đầu lên, sơ điện thoại ra cho Chu Doãn Cường xem trò chơi thắng lợi. Chủ tịch Chu, ông cứ an tâm ngồi ở đây đi, chờ đợi tin tức chiến thắng của tôi. Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người rời khỏi căn phòng, bước nhanh theo sau Kevin Diêm. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Chu Doãn Cường cắn răng hạ thấp giọng nói, ổ phúc xà, hy vọng các người không làm tôi thất vọng, băm tên khốn nạn giang sách đó thành từng mảnh rồi vứt thịt xuống cho cá mập ăn. Giờ này khác này, giang sách vẫn không hề hay biết về chuyện người khác lên kế hoạch làm hại mình. Đương nhiên, anh cũng chưa bao giờ có nhu cầu phải biết những chuyện này, dẫu sao với anh binh tới tướng chặt, nước tới đất ngăn, làm gì có người nào có thể hạ bệ được anh. Giang sách đưa Đinh Mộng Nghiên về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó anh đến nhà Trình Hải. Lúc này tại nhà họ Trình đã được treo đầy vải trắng, còn dán cả những câu đối màu trắng, cửa treo đèn lồng màu trắng. Vừa bước vào nhà, đã thấy chỗ để linh cứu. Một chiếc quan tài được đặt ở nơi sâu nhất trong ngôi nhà, tại nơi để linh cứu có đặt một tấm ảnh đen trắng thật lớn, có nụ cười của Trình Hải. Trình Đan Đình mặc áo tang ngồi trên ghế, từ khuôn mặt yếu ớt của cô ấy có thể thấy được, từ cơ thể lẫn tinh thần của cô ấy đều đang suy sụp. Tôn tại ngôn vội chạy ra. Lão đại, vị trí đặt linh cứu đã bố trí xong, hơn nữa cũng đã sắp xếp người canh gác trong 24 giờ. Bên phía bất động sản vinh quang kia có bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ có một đội quân lớn tới, đảm bảo nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Giang Sách gật gật đầu, Tôn Tại Ngôn đã đứng ra sắp xếp nên anh vô cùng yên tâm. Anh nói, đã lấy được quyền sử dụng nghĩa trang, đợi một ngày trong vòng 7 ngày đầu sẽ tiến hành chôn cất quan tài, đặt bên cạnh mộ em trai Giang Mạch tôi. Thuộc Hạ đã rõ. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên, một tay thuộc Hạ vội vã đi tới. Bẩm báo, phát hiện có điểm không thích hợp, người của Ổ Phúc xà đang tập trung lại gần chỗ này. Ổ Phúc xà? Giang Sách khẽ nhíu mày, cái tên này đối với anh không phải quá quen thuộc. Nét mặt tồn tại ngôn có phần khẩn trương, từ nhỏ anh ta đã cắm rễ ở khu Giang Nam, nên tất nhiên anh ta hiểu biết tường tận về loại thế lực ngầm kiểu này. Anh ta lên tiếng giải thích, ổ phúc xa là một tổ chức ngầm, nơi bọn tội phạm tụ tập lại với nhau, làm việc tàn nhẫn, giết người phóng hỏa không gì là không dám làm. Thật không ngờ Chu Doãn Cường lại phát rổ đến mức đi tìm bọn họ nhờ giúp đỡ, chỉ dựa vào lực lượng người của chúng ta hiện giờ e là chưa đủ, hơi phiền toái rồi bọn tội phạm tụ tập lại sao giang sách cười cười được lắm đúng lúc tôi có thể nhân cơ hội này quét sạch những thứ dơ bẩn ở khu giang nam này tôi còn sợ bọn họ không tới đấy giang sách phung tay lên tại ngôn lập tức đi triệu tập thêm nhiều người tới đây nhất định phải một lưới bắt hết đám tội phạm này tuyệt đối không được buông tham một kẻ nào rõ tôn tại ngôn nói có điều sẽ cần thêm chút thời gian Audio điện tử võ tấn bền. chương 671, một người giữ cửa, vạn người khó vào mặt trời rực rỡ trên cao. Một đám người mặc quần áo hoa kết bè kết đội đi tới, ai nấy cũng đút tay trái vào trong túi, trông rất diễu võ dương oai. Người cầm đầu là một tên có mái tóc dài vừa phải màu nâu, trên cổ đeo cái vòng hình bộ xương khô. Minh mông cuồn cuộn, nhìn sơ qua cũng phải có đến hơn trăm người. Nhìn thấy nhiều người như vậy đi tới, những người trong nhà họ trình ở trong ai nấy cũng sợ hãi trình đan đình còn định lấy điện thoại gọi báo cảnh sát giang sách thản nhiên nói đóng cửa sổ lại mọi người tránh ở bên trong đừng đi đâu lung tung mọi thứ cứ để tôi lo trình đan đình nóng này người ta có hơn trăm người anh có một người sao ứng phó lại được chứ giang sách anh đừng làm loạn nữa mau chạy vào trong trốn với tôi nhanh đi giang sách lắc lắc đầu trốn vào trong sao nếu giờ anh vào trong đó trốn vậy thì chắc chắn đối phương sẽ phá cửa sông vào, hủy diệt nơi để linh cứu. Không thể để chú Trình sau khi chết vẫn không được an yên. Trong miệng giang sách ngậm tàn thuốc, anh duỗi tay đóng cửa lớn lại, sau đó xoay người đối mặt với hàng trăm gã đàn ông kia. Bọn họ chính là người của ổ phúc xa, mỗi một người trong số đó đều là tội phạm khét tiếng, nhiều tên tội phạm tụ tập lại với nhau như vậy, e rằng đây chính là thế lực ngầm lớn nhất ở khu giang nam này. Bước chân dừng lại, người cầm đầu đi lên, dùng đôi mắt lạnh nhìn giang sách. Mày chính là giang sách. Đúng vậy. Ok, thằng nhãi như mày nhìn thấy bọn tao mà dám đứng yên không chạy, cũng coi như có chút can đảm, tao rất thích mày đấy. Có điều, lão đại kêu tao xử lý mày, hết cách rồi, mày chấp nhận số phận đi. Giang sách ném tàn thuốc xuống, lão đại của các người không tới sao. Đối phó với mày, chỉ cần 13 rắn độc bọn tao là đủ rồi, không cần lão đại chúng tao phải ra ngựa đâu vừa dứt lời, lại có thêm 12 tên nữa trông có vẻ là người dẫn đầu cùng đứng lên. 13 tên dẫn đầu này chính là 13 rắn độc chứ danh của ổ phúc xà, trong tay ai cũng đã từng qua án giết người, ra tay rất độc ác, căn bản là không hề coi trọng tính mạng con người. Mặc dù khổng quang chiết không đích thân tới đây, nhưng một lúc phái 13 con rắn độc tới, như vậy cũng đủ thấy anh ta coi trọng giang sách đến mức nào. Dù sao thì có thể bước chu doãn cường đến nông nỗi tìm sự giúp đỡ thế này, chắc chắn giang sách cũng có mặt lợi hại người đàn ông đứng đối diện nó tiếp tục nói giang sách nhớ mặt tao đấy cũng nhớ cho kỹ tên tao vào đoàn vĩ phúc thời điểm xuống địa ngục báo tin cho diêm vương cũng đừng nói sai tên thành kẻ khác đoàn vĩ phúc duỗi tay lấy một cái rìu từ phía sau lưng bất thình lình nhầm về phía giang sách chiếc rìu chém tới theo đường chéo khoảng cách giữa anh ta và giang sách vốn dĩ rất gần chưa kể anh ta còn ra tay trong lúc đang nói chuyện thực chất đòn đánh này có tính lừa gạt người bình thường căn bản sẽ không thể né tránh được chiêu âm hiểm như vậy trình đan đình đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng này cô ấy sợ tới mức hét lên mà trong mắt mọi người giang sách chắc chắn sẽ chết đó là điều không thể nghi ngờ nữa rồi nhưng mà trên thực tế giang sách không lùi mà lại tiến lên trước anh bước một bước lớn thành công tránh được đòn tấn công của mũi diều còn chạm trực tiếp vào mặt đoàn vĩ phúc với một khoảng cách gần như vậy Giang sách tung quyền đấm thẳng vào bụng đoàn vĩ phúc. Chỉ một quyền, người đã ngã lăn ra đất. Đoàn vĩ phúc ôm bụng nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy trông giống như là bị điện giật vậy. Đánh, đánh cho tao. Những người khác cũng không nhàn rỗi nữa, cả đám người xông lên cầm dao, rìu, gậy gộc múa may, vụt lên vụt xuống đủ kiểu, đặc biệt là 12 con rắn độc còn lại. Sau khi thấy anh em của mình bị đả thương, bọn họ đã vô cùng tức giận, muốn lấy đầu giang sách để phát tiết cơn giận. Bốp, một dao chém về phía Giang Sách, anh đứng chính diện giơ một chân đá thẳng lên mặt người nọ, ngay tức khắc xương mũi anh ta bị gãy đôi. Ngay sau đó, Giang Sách túm tóc anh ta ném mạnh xuống đất, đập nền xi măng thành cái ổ gà, chớp mắt một cái, người nọ đã hoàn toàn mất đi sức lực. Những người khác đều hơi ngừng lại một chút. Mọi người ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại vào tới. Mặc dù số lượng người nhiều, xuống tay cũng vô cùng tàn nhẫn nhưng muốn giết chết Giang Sách vẫn là một chuyện tương đối khó khăn. Chưa kể dưới trận giao tranh không ngừng, người của ổ phúc xa cứ lần lượt ngã xuống, mà Giang Sách thì vẫn hoàn hoàn không hao tổn gì cả, một chút vấn đề cũng không có. Cứ đánh tiếp như vậy, kết quả sẽ thế nào cũng khó mà nói trước được. Giang Sách đã thực sự làm được, một người giữ cửa, vạn người khó vào. Bên trong một tòa nhà lớn nơi xa, khổng quang chiết cầm kính viễn vọng nhìn tình hình đánh nhau tại hiện trường không kìm được mà liên tục thốt lên trầm trồ khen ngợi. Uầy, thật không thể tin được, giang sách này, thật sự có trình độ. Một địch trăm mà vẫn không hề lép vế, thậm chí còn đánh người của tao tè ra quần, nếu cứ đánh tiếp như vậy, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói trước. Một tên thuộc hạ đi tới nói, đại ca, đã là lúc nào rồi mà ngài còn tâm trạng nói đùa, thực lực của giang sách này quả thật rất mạnh đó, e là chúng ta sẽ bại dưới tay anh ta không chừng. Không vội, Khổng Quang chiết hờ hững nói, anh ta dù có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ có một mình, một mình sao có thể bảo vệ được cả đám người đó được chứ? Đi thông báo với người ở đó, không cần tiếp tục công kích giang sách nữa, trực tiếp đạp cửa sông vào, phá vỡ cửa sổ, lôi tất già trẻ nam nữ bên trong ra. Chỉ cần có mấy người này làm con tin, giang sách sẽ rơi vào thế ném chuột sợ vỡ đồ, ha ha, đến lúc đó chẳng phải chúng ta nói cái gì anh ta cũng phải làm theo sao. Tên thuộc hạ nghe lệnh, lập tức xoay người đi thông báo với người ở hiện trường. Khổng quang chiết mỉm cười, tiếp tục cầm kính viễn vọng nhìn, nói, giang sách, sự lợi hại của mày quả thực đã vượt quá mong đợi của tao đấy, có điều, người phía sau cần mày bảo vệ lại quá nhiều, mày sẽ bảo vệ kiểu gì đây? Gặp phải ổ phúc xà bọn tao, đó là bất hạnh của mày. Không thể không nói, khổng quang chiết không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, mà bộ não của anh ta cũng rất được việc, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta có thể đứng lên làm đại ca. Những người khác chỉ có đi theo anh ta mới có thể ăn sung mặc sướng, mới có thể biến nguy thành an hết lần này tới lần khác. Với cục diện ngày hôm nay, nếu đổi lại là tên lão đại khác, thế nào cũng sẽ liều chết cùng Giang Sách, nhưng Khổng Quang chết lại có thể tùy cơ ứng biến, Lâm Trận đổi mục tiêu mới. Chỉ cần bắt được đám người Trình Đan Đình, vậy Giang Sách còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Ha ha. Mặc dù mạnh như chiến thần Tu La, dưới tình huống người thân bị bắt cóc, chỉ sợ cũng phải bất lực. Dưới sự điều động của Khổng Quang Chiết, rất nhanh sau đó, cục diện trận đấu đã có sự biến hóa. Những người đó cũng không nóng nảy tiếp tục công kích Giang Sách nữa, mà cả đám cầm rìu đi chém cửa, phá cửa sổ, muốn tấn công những người ở phía đối diện. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu khóc truyền ra ngoài, người trong phòng có vẻ đã bị dọa sợ quá mức. Giang Sách muốn tới ngăn cản bọn họ. Nhưng một đám người khác của ổ Phúc Xà lại xông lên ngăn cản anh, mặc dù bọn họ đánh không lại Giang Sách, nhưng trình độ ngăn cản Giang Sách đi cứu người là vô cùng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhóm người Trình Đan Đình thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt Giang Sách lạnh lại, cắn chặt răng. Có tôi ở đây, đám các người đừng ai mong bước vào phòng dù chỉ một bước. Lần đầu tiên, Giang Sách chủ động tăng tốc độ ra đòn, nắm đấm anh tung ra càng lúc càng nhanh hơn. Lực cũng mãnh liệt hơn, đảm bảo mỗi cú đấm đều có thể giải quyết một tên địch. Không phải bẻ gãy cánh tay đối phương, thì cũng là đá gãy xương sườn đối phương, hoặc đạp vào đùi khiến đối phương không thể đi lại được. Thủ đoạn của Giang Sách càng lúc càng thêm tàn nhẫn. Như vậy sẽ làm tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng vì bảo vệ mọi người trong phòng, anh cần phải dốc hết toàn lực của bản thân. Chương 672, bế cả ổ đi. Bốp, Giang Sách đập mặt một tên địch thật mạnh vào tường đè chặt vào tường rồi trà sát 2-3 mét, khiến mặt tên đó muốn bẹp hẳn ra, kéo theo một vệt máu ngang dài in hằn. Giang sách lúc này đã để lộ răng nanh, khiến người ta thật sự biết được cái gì gọi là chiến thần Tu La. Khủng bố, mạnh bảo, không gì không thể. Rất nhiều kẻ địch chỉ nhìn thấy giang sách thôi đã sợ đến mức không dám đứng dậy, càng đừng nói đến việc chiến đấu với anh, đôi mắt ấy cũng đủ dọa cho chúng chân tay mềm hoạt không bước nổi nữa. Người đàn ông này quá đáng sợ cũng khá khen cho sức chiến đấu của đám người ổ phúc xà này, nếu đổi thành đám côn đồ khác thì đã sớm bị sức mạnh khủng khiếp của giang sách giải quyết trong vòng vài giây. Thế mà đám người này lại chịu đựng đủ 10 phút rồi. Ít nhiều tên nào tên nấy đều có tiền án, đám người này hợp lại cùng đánh thì cũng khá mạnh đấy. Trong đó, 13 rắn độc rất có tiếng ở thế giới ngầm, rằng là một đám điên cuồng dại trong chiến đấu. Nhưng một đám người như vậy cũng không chống đỡ lại nổi sự công kích của giang sách. 13 rắn độc tử trận toàn tập, không một tên nào có thể đứng dậy. Khổng quang chiết đứng trên đỉnh tầng thượng đằng xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng lấy làm kinh ngạc. Chỉ với một mình mà giết sạch hơn 100 anh em của tao ư. Giang sách, mày là người hay ma vậy? Máu trong người khổng quang chiết sôi sục, anh ta liếm môi nói, tuyệt thật, chỉ có giết những người thế này mới có giá trị, mới khiến cho cuộc sống của mình thăng hoa. Không hề do dự chút nào, anh ta gọi một cuộc điện thoại, để toàn bộ lực lượng còn lại của mình đến tham gia chiến đấu. Chốc lát, trên chiến trường lại xuất hiện 50 người. 50 người này là những người ưu tú được Khổng Quang chiết chọn kỹ, mỗi người đều có sức chiến đấu cực mạnh, bọn họ mà kết hợp lại thì sức chiến đấu còn hơn cả trăm người. Có sự tồn tại của họ, tin chắc Giang Sách sẽ không thể nào có cơ hội thắng lợi. 50 người này cho dù không giết được Giang Sách, nhưng để xông vào trong phòng bắt trình đan đình ra thì chắc chắn không có vấn đề gì. Không quang chiết cười vui vẻ, chưa ai có thể ép tao làm đến mức này, Giang Sách, mày là người đầu tiên ép tao phải ra tuyệt chiêu đó, có thể chết dưới đội quân tinh nhuệ của tao, mày không uổng phí cái mạng của mình chút nào hết. Phía bên kia vẫn tiếp tục chiến đấu. Giang Sách đứng tại chỗ, lại rút ra một điếu thuốc khác, đốt lên rồi từ từ hút. Nhìn 50 người từ đâu xuất hiện thêm, Giang Sách vẫn không hề sợ sệt. Anh vẫn gồng được, mặc cho bây giờ anh đã hơi thở gấp mặc cho anh bị thương rất nhiều vì bảo vệ cho căn nhà không bị phá hủy, nhưng là chiến thần Tu La vẫn chưa đến lúc cho anh từ bỏ. Hơn 50 người vây đến. Trong đó, một kẻ gào lên, giang sách, sức mày cũng mạnh đấy, nhưng chỉ đến đây thôi, hôm nay mày và đám người trong căn nhà này đừng hòng ai sống sót. Giang sách thổi ra một hơi khói, ngẩng đầu nhìn đối phương, mày tự tin vậy sao? Đương nhiên rồi, không giấu gì mày, bọn tao đều có tiền án giết người đốt nhà cả đấy, giết mấy người nữa thì cũng vậy thôi. Lúc bọn tao nhận tiền thì gian sách à, đó cũng là lúc mày mất mạng rồi đấy. Hôm nay có là ông trời cũng không cứu nổi mày. Vừa nói xong, một đoàn xe cảnh sát từ xa chạy tới. Người của ổ phúc xà ngơ ngác hết cả. Theo lý mà nói thì không thể nào. Bọn chúng đã chặn hết mọi tuyến đường lân cận rồi cơ mà, cảnh sát mà đến chúng sẽ được thông báo trước, chạy từ sớm rồi mới đúng. Nhưng chúng nào biết được, đám người canh chừng ngoài kia đã bị tôn tại ngôn phái người diệt khẩu hết rồi. nhìn đoàn xe cảnh sát đang tiến đến, giang sách thở phào một hơi. tôn tại ngôn cuối cùng anh cũng tới. giang sách không sao, nhưng người sau lưng cần anh bảo vệ là quá nhiều. nếu tôn tại ngôn không đưa người tới thì nói thật có thể sẽ lọt chồng của khổng quang chiết mất. trợ thủ mà chu doãn cường tìm tới lần này hơi mạnh. giang sách nhả ra một hơi khói thuốc, bình tĩnh nhìn đám người đối diện. Người của Phúc xà ngơ ngác, thấy cảnh sát như thể mèo thấy chuột, chạy loạn bốn phía, khó xử hơn là họ kinh ngạc phát hiện lần này có hơi nhiều cảnh sát tới. Cục cảnh sát khu Giang Nam, có mặt. Đội cảnh sát phố trang khu Giang Nam, có mặt. Đội cảnh sát đặc nhiệm khu Giang Nam, có mặt. Đội cảnh sát hình sự khu Giang Nam, có mặt. Đội cảnh sát cứu hỏa khu Giang Nam, có mặt. Đội cảnh sát giao thông khu Giang Nam, có mặt. Khiếp, quá khủng khiếp cảnh sát phố trang hay đặc nhiệm đến thì cũng dễ hiểu, cảnh sát hình sự cũng được, nhưng cả cứu hỏa và cảnh sát giao thông cũng tới, thế thì hơi quá rồi đấy. Có thể nói, mọi lực lượng cảnh sát ở khu Giang Nam đều có mặt ở đây. Lần này, ổ phúc xà khó mà trốn thoát. Ngay khi biết tin đám người này đã đến, Giang Sách thật ra rất vui, đám phúc xà này thường ngày trốn quá kỹ, muốn quét sạch bọn chúng một lần là không thể. Bây giờ thì hay rồi, cả đám chủ động dâng tới tận cửa tổng cộng hơn 150 người, toàn bộ đủ hết. Hơn nữa, mỗi người đều có tiền án tiền sự, tội phạm truy nã khắp trời Nam đất Bắc, giờ tụ hết về đây, có thể xem như một lưới hốt trọn. Giang sách nhìn lên trời nói, chú Trình, không ngờ chú Hiển Linh như vậy, đi rồi mà vẫn giúp cháu phá được án lớn, một lần bắt được nhiều tội đồ thế này, cảm ơn chú. Người của Phúc Xà giống như một đám rắn độc, chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng vô dụng thôi, lực lượng cảnh sát của cả khu Giang Nam đều ở đây, như thế mà còn để chúng mày chạy thoát ư. Hừ, nằm mơ đi. Người của cả ổ phúc xà gần như bị hốt sạch. Họ còn muốn đối phó Giang Sách, nhưng không hề biết rằng chỉ là tự đưa mình vào giỏ. Trên tầng thượng ở đằng xa, khổng quang chiết vô thức làm rơi kính viễn vọng trên tay, lùi lại vài bước, ngồi thụp xuống ghế, cau mày thật chặt. Sao lại thế này? Cảnh sát của cả Giang Nam đều tập trung lại, sao lại đến mức đó? không phải anh ta không nghĩ đến chuyện sẽ có cảnh sát, cũng không phải không có chuẩn bị. Ở mọi nẻo đường đều bố trí người giám sát, thậm chí còn chuẩn bị chiến luôn với cảnh sát một vố lớn, để cả thiên hạ biết sự xuất sắc của Phúc Sa. Kết quả lại thành ra như thế này. Người giám sát thì chết hết. Quy mô cảnh sát kéo đến lần này lớn đến mức khó mà tưởng tượng, hơn 150 người ở đây còn không đủ cho cảnh sát đánh ấy chứ. Chỉ là khổng quang chiết không hiểu, nhiều cảnh sát cùng hành động như thế, thì cần phải điều động một lượng lớn, không thể nào dễ dàng tập hợp lại như vậy. Khổng quang chiết lập kế hoạch rất kỹ, không thể bị cảnh sát biết trước được. Với cả, từ lúc họ ra tay đến lúc cảnh sát đến với quy mô như vậy cũng chỉ với thời gian chưa tới 15 phút, từ khi nào cảnh sát được điều động nhanh như vậy chứ? Hợp tác liên bộ phận rất khó. Nhưng hiển nhiên lần này họ hợp tác rất thuận lợi. Khổng quang chiết không hiểu nổi chương 673, cọp rất đài bị chó ăn hiếp văn phòng chủ tịch bất động sản Vinh Quang. Khổng Quang Chiết ngồi trên sofa, cả người anh ta run lập cập, không biết là do sợ hay do lo lắng. Trên ghế, chu Doãn Cường rất bất mãn mà đập bàn, giận dữ nói, Khổng Quang Chiết, anh sao vậy? Cầm cả tỷ của tôi mà lại để mọi chuyện thành ra thế này hả? Khổng Quang Chiết cắn răng nói, ông cầm mẹ mồm cho tôi. Tôi mới là người tổn hại hơn 150 thuộc hạ đây, cả phúc xà bị tóm hết, tôi còn tức giận hơn ông đấy. Hừ, tôi không quan tâm anh làm sao, tôi chỉ quan tâm tiền của tôi có phí phạm hay không. Chu Doãn Cường bất mãn nói, đám thuộc hạ đó của anh chắc chắn không ra được nữa, từ giờ phúc xà coi như không còn tồn tại, vậy thì anh không thể đối phó giang sách nữa đúng không? Khổng Quang Chiết ngẩng đầu nhìn ông ta, ông muốn nói gì? Tôi muốn nói gì anh không hiểu ư, nếu anh đã không làm gì được giang sách, thì mau chóng hoàn tiền cho tôi, một tỷ, hoàn lại cho tôi không thiếu một đồng nào, nếu không thì hôm nay anh đừng hòng ra khỏi cánh cửa lớn này. Lập tức, mấy tên cường tráng cầm vũ khí xông tới. Cọp xuất đài bị chó ăn hiếp. Khổng quang chiết ngày trước oai phong biết bao, chẳng cho ai vào mắt, cho dù là người của nhà nước cũng không biết sợ. Nhưng giờ không như trước nữa. Phúc xà của anh ta bị giang sách dẹp sạch, anh ta bây giờ chỉ là một tên có tiếng không có miếng, bên cạnh cũng chỉ còn 4 năm tên đàn em, anh ta bây giờ đừng nói là đối phó với giang sách, đến cả Chu Doãn Cường cũng có thể đè đầu cưới cổ anh ta. Tình thế khác rồi, khổng quang chiết bắt buộc phải cúi đầu. Một ngày trước anh ta không phải thế này đâu. Giang sách, tất cả là tại giang sách. Khổng quang chiết cắn răng nói, ông yên tâm đi, tiền của ông sẽ không phung phí đâu, tôi sẽ giết cho bằng được giang sách. Hừ, đến lúc nào rồi mà anh vẫn mạnh miệng, cũng không tự tè một bãi rồi soi lại mình xem, bộ dạng chó mất chủ của anh bây giờ đến tôi còn bắt nạt anh được đấy. Khổng quang chiết siết chặt nắm đấm, tôi còn một kế hoạch nữa, tuy rằng tôi chỉ còn lại 4 năm tên đàn em, nhưng vẫn đủ sức chơi với giang sách, giải quyết cái công ty tầm mộng này. Ánh mắt cháy rực của khổng quang chiết không giống có vẻ xạo sự. Chu Doãn Cường hơi lay động, hỏi anh nói thật ư. Khổng quang chiết lanh lùng nói, đương nhiên, bây giờ tôi hận giang sách không thua gì ông, giết anh ta là chuyện tôi muốn làm nhất bây giờ. Vậy anh nói đi, kế hoạch của anh là gì? Khổ khổ. Khổng quang chiết nhìn mấy tên cầm vũ khí sau lưng mình, chu doãn cường vẫy tay một cái, chỉ thị họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ông ta và khổng quang chiết. Lúc này khổng quang chiết mới nói, biết tại sao chúng tôi được gọi là phúc xà không? Bởi vì các người ra tay độc ác. Hừ, đây chỉ là nhận định của thế giới bên ngoài với chúng tôi mà thôi, thật ra tên chúng tôi như thế rất đơn giản, bởi vì chúng tôi thích nuôi rắn, nuôi rắn hổ mang. Chu Doãn Cường nuốt nước miếng, thứ này rất độc. Đúng, Khổng Quang Chiết nói, ở bản doanh lớn của tôi có một trại chuyên nuôi rắn, trong đó là mấy trăm con rắn hổ mang, con nào cũng đều có kịch độc. Mà kế hoạch của tôi đó chính là thả hết số rắn này vào tầm mộng. Vừa nói xong, Chu Doãn Cường không nhịn được mà bật cười. Tuyệt, quá tuyệt. Thử nghĩ đi, mấy trăm con rắn hổ mang bò khắp nơi trong công ty, đến lúc đó khóa chặt cửa, Đám người trong công ty đó chẳng phải sẽ thành mồi cho đám rắn sao. Tin chắc trong một ngày cũng đủ giải quyết hết tầm mộng. Chiều này quá ư thâm độc. Tin rằng cả thiên hạ trừ khổng quang chiết ra sẽ không ai nghĩ ra cách độc ác thế này. Quá tuyệt vời. Làm theo cách của anh đi. Khổng quang chiết móc điện thoại ra, vậy tôi lập tức sắp xếp người hành động, tầm mộng, gian sách, đừng hòng ai sống sót. Lúc này, bên trong công ty khoa học công nghệ tầm mộng, Giang sách ngồi bên trong văn phòng chủ tịch, ngoài ra còn có trình đan đình và tôn tại ngôn. Sau khi trầm ngâm một lúc, Giang sách nói tuy rằng chú trình đã không còn nữa, nhưng tầm mộng không thể sụp đổ, công ty vẫn phải phát triển. Tại ngôn, sau này trước tổng giám đốc của tầm mộng giao lại cho anh, anh phải giúp tôi quản lý tốt tầm mộng. Tôn tại ngôn đứng dậy, tuân lệnh. Anh ta biết trách nhiệm này nặng cỡ nào. Lúc này, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa mở ra, một tên thuộc hạ đi vào nói vài câu gì đó bên tai tôn tại ngôn tôn tại ngôn gật đầu để anh ta lui ra sao vậy giang sách hỏi anh giang người mà tôi phái đi giám sát báo lại chu doãn cường vừa gặp khổng quang chiết hơn nữa khổng quang chiết lập tức liên hệ vài tên đàn em làm gì đó trong bản doanh lớn của chúng hừm giang sách cau mày với sự hiểu biết của anh với chu doãn cường và khổng quang chiết chắc chắn không có chuyện gì tốt lành họ cực ghét giang sách bây giờ hợp lại không biết nghĩ ra trò điều gì còn đang nghi ngờ gã thuộc hạ lại đi vào mở hình ảnh trong điện thoại ra mọi người nhìn sang tên thuộc hạ giải thích đây là ảnh chụp được khi theo dõi khổng quang chiết chỉ thấy trong ảnh là mấy cái thùng lớn cái nào cái nấy đều chứa mấy chục con rắn to tướng là rắn độc đây trình đan đình sắp nôn tới nơi vội vàng quay mặt đi chỗ khác đây là mấy trăm con rắn độc khổng quang chiết muốn làm gì giang sách nhìn đám rắn độc trong lòng đã bắt đầu tính toán chu doãn cường và khổng quang chiết lúc này nhìn thì có vẻ không có thực lực đối đầu trực diện với mình vậy thì chúng sẽ sử dụng cách trả thù rất giới hạn chắc chắn là những cách cực kỳ thâm độc hiển nhiên đám rắn độc này chính là cách thức đó nghĩ đến đây giang sách lạnh sống lưng may mà phát hiện kịp thời nếu muộn thì e rằng người của cả công ty sẽ chết hết khổng quang chiết chu doãn cường xem như các người dám chơi. Giang sách nghiêm giọng, tham thì thâm, hôm nay, tôi sẽ bắt các người tự ăn trái ác của mình. Các người càng phản kháng thì càng chịu trừng phạt. Tử hình của các người đã tới rồi, điều có thể làm duy nhất đó chính là chờ chết, mọi nỗ lực đều là vô ích. Tồn tại ngôn cũng là người rất thông minh, rất nhanh đã đoán ra đối phương nghĩ gì. Anh ta nói, anh Giang, anh nghĩ chúng ta nên phản kích gì thì tốt nhất. Giang sách nhìn đám rắn độc trong ảnh, lấy gậy ông đập lưng ông. Một câu nói đơn giản với tồn tại ngôn cũng đủ rồi, không cần giải thích gì nhiều. Anh ta lập tức nói với thuộc hạ, sắp xếp người chặn hết các tuyến đường, sau đó tìm năm kẻ có thể hình, tướng mạo giống với đàn em của khổng quang chiết, mau đi làm đi. chương 674, Đại chiến người và rắn. Tồn tại ngôn và giang sách đều là những người cực kỳ thông minh, không cần giao tiếp quá nhiều thì giữa họ cũng có thể hiểu được cần làm gì chỉ trong một hai câu. Nhưng Trình Đan Đình thì khác. Cô ấy nhìn tôn tại ngôn và giang sách với vẻ mặt bối rối, không biết họ đang cố gắng làm gì. Các anh định làm gì? Có thể giải thích thêm một chút không? Trình Đan Đình khá cạn lời. Giang sách và tôn tại ngôn nhìn nhau, mỉm cười không nói gì. Ngay lập tức, Giang sách dặn dò Trình Đan Đình, Đan Đình, cô cũng đừng nhàn dỗi quá, nhanh chóng trở lại ức mạch, triệu tập các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng, đến gần bất động sản vinh quang chờ sẵn. Sao cơ? Cứ đi chờ thì sẽ biết, sẽ có tin tức lớn đấy. Anh nói rõ một chút đi. Nói quá rõ ràng thì không thú vị. Mau đi đi, mấy ngày nay tin tức này nhất định sẽ nổ tung. Trình Đan Đình bối rối rời khỏi văn phòng, từ đầu đến cuối cô ấy không hiểu giang sách và tồn tại ngôn tính làm gì. Sau khi cô ấy rời đi, giang sách lạnh nhạt nói, tại ngôn, anh đi chuẩn bị sẵn lực lượng cứu hộ, đừng để Chu Doãn Cường và Kevin Diêm chết. Cái chết của họ sẽ do chính tay tôi thi hành, bây giờ đủ để làm họ sợ thôi, không thể nào để chúng ra đi dễ dàng như thế. Tôi hiểu rồi. Tôn tại ngôn quay người rời văn phòng để giải quyết chuyện Giang Sách giao. Giang Sách đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đằng xa rồi tự nhủ, chú Trình, nhìn xem, con sẽ khiến hai tên khốn nạn Chu Doãn Cường và Kevin Diêm phải nhận hình phạt mà chúng đáng phải chịu một ngã tư dân cư thưa thớt trong thành phố. Năm chiếc xe tải lần lượt vượt lên nhưng bị rào chắn chặn lại, cảnh sát giao thông có nhiệm vụ kiểm tra. Đọc, thêm, kia, chấm hỏi, r, er, nghệ, ở trù, t, r, e, n, v. Những người trên xe thoạt đầu tưởng là kiểm tra bình thường, nhưng vừa bước xuống xe đã bị cảnh sát tạm giữ. Sau đó, một nhóm đối tượng xông lên, cởi quần áo, mặc tất cả vào người, điện thoại di động của họ, máy bộ đàm, v, v, rồi lấy tất cả. Tất cả năm tài xế đã bị cảnh sát bắt đi, đổi thành năm người khác lái xe ô tô rời đi. Năm người lái xe này là những người đến từ Phúc Sa, họ có nhiệm vụ vận chuyển rắn độc đến tầm mộc, họ muốn dùng những con rắn độc này để đầu độc tất cả những người trong công ty. Tuy nhiên, Giang Sách đã đoán ra trước kế hoạch, sắp xếp người thay thế. Kết quả là tất cả tài xế trên xe đều trở thành người của Giang Sách, những con rắn độc này trở thành vũ khí của Giang Sách. Tất cả những điều này được thực hiện mà người ngoài không hề hay biết, tốc độ thay thế khá nhanh, không ai để ý đến cả. Tất nhiên Khổng Quang Chiết càng không biết gì hết. Vào lúc này, Khổng Quang Chiết đang ngồi trong văn phòng của Vinh Quang, ngồi với Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Anh ta lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho cấp dưới, đến đâu rồi? Ngay lập tức nhận được hồi âm, tôi đã đến tầm mộng và có thể thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Khóe miệng Khổng Quang Chiết không khép lại được cười to, giang sách ơi giang sách, hôm nay tao sẽ cho mày biết khổng quang chiết mạnh đến mức nào. Dám đắc tội với tao, mày sẽ không còn cách nào sống sót đâu. Nói rồi, anh ta ngay lập tức gửi một tin nhắn, hành động ngay. Khổng quang chiết đặt điện thoại lên bàn cà phê, vui vẻ nói, tôi đã sắp xếp người làm rồi, đừng lo lắng, sẽ có kết quả sớm thôi. Sau khi kiên nhẫn chờ 20 phút, điện thoại rung lên. Anh ta cầm lên xem thử, cấp dưới đáp một chữ, xong tuyệt lắm. Khổng quang chiết đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tất cả rắn độc đã được thả ra, tôi muốn xem giang sách sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Tầm mộng giờ toi rồi, đừng hòng sống sót. Ngay cả khi giang sách sống sót, công ty của anh ta cũng sẽ bị diệt vong. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm hài lòng nhìn nhau. Phải nói rằng khổng quang chiết thực sự xứng đáng với mấy chữ, ra tay thâm độc, ý đồ xấu xa này không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Ngay cả khi nghĩ về nó, cũng không có năng lực làm được. Dù sao thì không phải ai cũng biến thái như khổng quang chiết, người thường chẳng ai rảnh mà nuôi hổ mang. Chu Doãn Cường châm một điếu thuốc, bắt đầu hút, vui vẻ nói, vậy thì chúng ta có thể yên tâm chờ đợi, có một điều không vui chính là không được nhìn thấy rắn độc cắn người, không vui gì cả. Vừa nói xong thì đã nghe thấy bên ngoài náo động. Từ từ, âm thanh càng lúc càng lớn, lần lượt la hét, như thể đã xảy ra chuyện lớn. Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có động đất à? Chu Doãn Cường hỏi. Hình như đã xảy ra chuyện. Khổng Quang Chiết đứng dậy mở cửa và là người đầu tiên đi ra ngoài. Chu Doãn Cường và Kevin Diêm cũng tò mò đi theo. Vừa đi ra ngoài, ba người đồng thời nghe thấy một tiếng thét chói tai, rắn, rắn, rắn. Cả ba đều bối rối. Làm sao lại kêu rắn? Được. Không phải lúc nào cũng gọi cầu cứu khi gặp nguy hiểm à? Kỳ lạ thật. Ngay khi họ đang bối rối, đột nhiên, họ thấy một cánh cửa bị đóng sầm lại. Một nam nhân viên trực tiếp nằm ra trên mặt đất, bảy tám con rắn quấn quanh thân thể của hắn, cửa nguậy trên người hắn, há mồm đầy máu cắn xé. Dáng vẻ ghê tởm đó khiến cả ba người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Chu Doãn Cường run rẩy hỏi, khổng quang chiết, tình hình rốt cuộc là thế nào? Không phải anh đã đưa những con rắn vào tầm mộng sao? tại sao lại có nhiều rắn xuất hiện trong bất động sản vinh quang của tôi hả? Khổng quang Chiết cũng khó hiểu, tôi không biết, chuyện gì thế này. Lúc này, càng ngày càng nhiều rắn chui ra, một trận chiến giữa người và rắn đang diễn ra tại hiện trường khiến sắc mặt ba người tái nhợt. Họ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Kevin Diêm dở trò, đẩy khổng quang chiết ra, dùng khổng quang chiết để câu, thời gian cho anh ta, sau đó anh ta chạy vào văn phòng chủ tịch theo sau Chu Doãn Cường, hai người trực tiếp khóa cửa lại. Khổng quang chết sợ hãi, đập cửa trong tuyệt vọng. Mở cửa, các người mở cửa ra. Rắn bỏ tới rồi, mở cửa cho tôi đi. Lúc này, làm sao Chu Doãn Cường và Kevin Diêm có thể quan tâm tới cho anh ta chứ? Chu Doãn Cường không những không mở cửa mà còn cùng với Kevin Diêm di chuyển ghế sofa qua, giữ chặt cửa vì sợ cửa sẽ bị bật ra. Khổng quang chiết ở ngoài cửa sợ tới mức liều mạng dùng chân đá vào cửa, nhưng chất lượng cửa thực sự rất vững chắc, bên trong còn có ghế sofa, làm sao có thể đá mở được. Nhìn thấy rắn đã bỏ tới, anh ta hoảng sợ đến mức chạy sang phía bên kia. Khi đến chỗ ngoặt, vừa quay sang liền thấy hơn một chục con rắn bỏ lúc nhúc lên, toàn bộ mặt đất bị bao vây bởi những con rắn. chương 675, hối hận trong lúc giận dữ. Đừng qua đây, đừng qua đây. Chúng mày không biết tao là ai sao? Tao là chủ nhân đây, thịt chúng mày ăn thường ngày là do tao cho đấy. Phải nghe lời tao, không được làm tổn thương tao, biết không? Nực cười. Nói điều đó với một lũ động vật máu lạnh ư, chúng không quan tâm hiểu như vậy đâu. Khi tất cả các con rắn vây lại, khổng quang chiết có thể né một hoặc hai con, nhưng khi cả chục con rắn tràn lên, anh ta không thể né được. Bục một phát, một con rắn hổ mang đã cắn mạnh vào bắp chân của anh ta. À, khổng quang chiết ngã xuống đất vì đau đớn, chưa kịp kiểm tra vết thương, đã thấy một con rắn hổ mang đang bò vào trong ống quần của mình. Không, đi ra, đi ra cho tao. Khổng quang chiết đưa tay sờ quần, nhưng càng chạm vào, con rắn càng bò nhanh hơn. Anh ta sợ tới mức nhanh chóng nới lỏng thắt lưng, mở quần ra, vừa mở quần rơi liền thấy cái lưỡi tam giác màu nâu sẫm nhảy ra cắn mũi mình. Khổng quang chiết dùng hai tay nắm lấy con rắn rồi lăn lộn trên mặt đất. Càng cuộn, rắn càng quấn lên, cuối cùng, khổng quang chiết bị rắn quấn khắp người. Hết con này đến con khác, cắn xé anh ta. Dưới nhiều tác nhân của độc tố, đau đớn và sợ hãi, khổng quang chiết dần mất sức, toàn thân bất động, hai tay buông thóng xuống. Chết, chết hoàn toàn. Đúng là tham thì thâm. Khổng quang chiết muốn dùng thủ đoạn này để hãm hại giang sách, nhưng làm sao có thể ngờ giang sách lại bí mật giải quyết người của mình, rồi bí mật gửi những con rắn này đến bất động sản vinh quang anh ta không chết oan uổng. So với Giang Sách, sức mạnh của anh ta kém hơn rất nhiều. Mặt khác, trong văn phòng chủ tịch, Chu Doãn Cường và Kevin Diêm sợ hãi đến mức cuộn mình trong góc, dùng mình run rẩy. Cửa đã bị chặn, không có vấn đề gì cả. Nhưng hai người họ có thể nhìn rõ bằng đôi mắt mở to, một con rắn đang bò hẳn lên cửa sổ, dùng đầu nó đập mạnh vào lớp kính. Không biết tại sao, nhưng vào lúc này Chu Doãn Cường lại nhớ đến một đoạn bài hát Ai đang gõ cửa sổ của tôi. Đây là bài hát mà Chu Doãn Cường rất thích nghe. Nhưng từ giờ phút này, ông ta sẽ không bao giờ thích bài hát này nữa. Bụp, bụp, bụp. Mỗi lần đầu rắn gõ vào kính cửa sổ, trái tim của Chu Doãn Cường lại run lên, sợ đến mức đúng quần ướt súng. Ông ta đẩy Kevin Diêm bên cạnh, đi, đi ra cố cửa sổ đi. Kevin Diêm sợ hãi, chủ tịch Chu, ông đùa gì vậy? cửa sổ lớn như vậy, tôi cần ra cố cái gì? Hơn nữa, nếu tôi đến đó, lỡ cửa sổ bị vỡ, tôi sẽ bị rắn cắn chết thì sao? Hai người đẩy qua đẩy lại, không dám bước đến gần cửa sổ. Đúng lúc này, chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Với một tiếng nổ, kính cửa sổ bị đầu một con rắn tam giác đập vỡ, con rắn ung dung bỏ vào. Cũng vì vậy mà những con rắn độc khác cũng theo sau bỏ vào. Hai người trong phòng tái mặt vì sợ hãi. A, à, mỗi người nhấc một chiếc ghế, dựa chặt vào tường và phát ra âm thanh đe dọa những con rắn đang cố bỏ đến gần. Nhưng vô ích thôi, trong mắt đám rắn, bọn họ không là gì cả. Đúng lúc này, cách bất động sản Vinh Quang không xa, Trình Đan Đình cùng với một nhóm lớn các phóng viên báo đài đã đến. Đây là những phóng viên riêng của Ức Mạch, hoặc những phóng viên rất thân thiết với Ức Mạch. Họ rất tò mò, tại sao Trình Đan Đình lại đưa họ đến đây? không chỉ họ không biết mà ngay cả trình đan đình cũng không thể tìm ra lý do tại sao giang sách và tôn tại ngôn cũng không giải thích điều đó cho cô ấy nhưng ngay sau khi họ bước ra khỏi xe mọi thứ đã trở nên rõ ràng tốt lắm toàn bộ tòa nhà văn phòng của bất động sản vinh quang vang lên những tiếng gầm kinh thiên động địa những tiếng la hét và những lời kêu cứu vô cùng khó nghe thảm không dám nhìn họ vội vã chạy đến đó nhưng tất cả đều dừng lại khi đang chạy vì họ ngạc nhiên khi thấy có một số lượng lớn rắn độc trong tòa nhà. Một tiếng nổ vang trời, mọi người thấy cửa kính tầng 3 bị đập vỡ, một người đàn ông từ trên cao rơi xuống, cả người trực tiếp rơi xuống đất, đầu nát bét. Sau đó, một con rắn hổ mang to bự bò ra khỏi cổ anh ta. Con rắn ngóc đầu lên từ người chết, đầu rắn hình tam giác nhìn xung quanh rồi phun nhả cái lưỡi đỏ ra, nhìn từ xa đã cảm thấy khiếp sợ chứ đừng nói đến gần. Bất động sản Vinh Quang lúc này có thể được mô tả bằng bốn từ, địa ngục trần gian. Còn ai khác có thể sống sót trong địa ngục trần gian này chứ? Các phóng viên lấy máy ảnh ra chụp, làm sao có thể bỏ sót tin tức lớn như vậy? Nếu điều này được lên báo, các tiêu đề tin tức trong vài ngày tới sẽ bị chi phối bởi vụ việc này. Cuộc chiến giữa người và rắn luôn được cho rằng chỉ có thể thấy trên phim, nhưng ai có thể ngờ rằng nó lại thực sự xảy ra ngoài đời. Nhìn thấy con rắn độc lang thang, Ai cũng lạnh sống lưng. Trình Đan Đình nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Chỉ trong vòng vài phút cảnh sát đã phái rất đông người tới bắt rắn, nhưng lần này lại là cảnh sát đặc nhiệm, đủ cho thấy cảnh sát rất nghiêm túc. Gần như cùng lúc đó, xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, một nhóm đông bác sĩ và y tá xuống xe chờ chữa trị cho những người bị thương. Trình Đan Đình nhìn tòa nhà văn phòng như địa ngục trần gian, tự lẩm bẩm một mình, giang sách, đây là những gì anh muốn tôi nhìn thấy, phải không? Vào lúc này, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được giang sách làm gì. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Ngay cả Trình Đan Đình cũng không bao giờ nghĩ rằng giang sách sẽ có một mặt tàn nhẫn như vậy, điều này khiến cô ấy hiểu giang sách toàn diện hơn. Trên thực tế, nếu cô quen biết giang sách lúc ở Tây Cương, thì cũng không có gì lạ nữa. Những việc ác mà chiến thần Tu La đã làm hồi đó còn tàn nhẫn gấp 10 lần, độc ác hơn gấp trăm lần. Trên chiến trường, tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình rất có thể vì lòng tốt mà giết chính mình hoặc đồng đội, vì vậy, mỗi trận chiến đều rất tàn nhẫn và ác độc. Trong 6 tháng qua, Giang Sách đã rất kìm chế vì anh đã trở lại thành phố. Cả Chu Doãn Cường và Kevin Diêm, hai kẻ này đã đánh giá sai năng lực của Giang Sách, tra tấn Trình Hải một cách ác ý đến chết không nói, còn cố tình gửi video cho Giang Sách để khiêu khích, hoàn toàn khiến Giang Sách tức giận. Đó là điều ngu ngốc nhất mà họ từng làm. Một khi cơn thịnh nộ của chiến thần Tu La bùng lên, đó không phải là thứ mà một tay sai nhỏ như chúng có thể chịu được. Bất động sản vinh quang lúc này là minh chứng rõ nhất. Hãy thú nhận lỗi lầm trong cơn thịnh nộ của chiến thần Tu La đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 675.